chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 81, Hàng Viễn Chinh đã sớm ngờ tới tình huống này, lúc này nghe lời này, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn chỉ chỉ tiểu nhị lâu để viễn dương mang các ngươi đi lên hai ngươi đều phải điền một phần bản biểu nhất định phải các ngươi tự mình viết lưu tú hồng sau khi tạ ơn liền lôi kéo nhị tỷ cùng một chỗ đuổi theo hàng viễn dương tiểu nhị lâu trong văn phòng hàng viễn dương xuất ra một chồng đồ vật rút ra một tấm trống không giấy lại cầm nhất trên mặt tấm kia để các nàng chiếu vào viết hứa tẩu tử liền chiếu vào nửa bộ phận trên anh ta đến viết lưu nhị tỷ ngươi liền chiếu vào nửa phần dưới ta viết chờ Lưu Tú Hồng cầm lấy bút bắt đầu viết, Hàng Viễn Dương lại nhịn không được lẩm bẩm bức, các ngươi cũng đừng ngại phiền phức, đây cũng là không có cách nào, lần này kiểu mới thuyền cùng dĩ vãng những thuyền kia thật không nhất định, không đơn thuần là ăn dầu vấn đề, dính đến mới nội dung rất rất nhiều, liền cái này tư liệu, cũng không phải cố ý khó xử ai, mà là muốn gọi một chút liền lời nhận không được đầy đủ người tự động rời khỏi. Tránh khỏi đến lúc đó tốn thời gian phí sức, còn cái gì đều không có học thành tình huống này, ngược lại là Lưu Tú Hồng không có suy xét đến, chẳng qua nàng vẫn là không nói gì, chỉ là điền tư liệu thái độ càng thêm phải nghiêm túc, bởi vì còn không có đến phiên Lưu Anh Hồng Điền, nàng nhịn không được cùng hàng viễn dương lãm nhảm, cho nên các ngươi muốn từng cái nhìn chầm chầm viết, vạn nhất thật sự có người để người khác giúp đỡ viết đâu. Vậy làm thế nào? Cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này vạch mặt A. À. Đến cùng là một cái chỗ ngồi ra tới anh của ta nói, nếu thật là có người cuốn quyết chặt lấy nhất định phải cầm lại nhà đi viết, cái kia cũng thành, dù sao chúng ta lời nên nói đều đã nói, nhất định phải không tin, chúng ta không còn biện pháp nào, đúng không? Hàng viễn dương nói giang tay ra, liếc một cái bên ngoài, thấy không ai tới, hắn hạ giọng nói, đến lúc đó muốn khảo thí, bế quyển cuộc thi, thi nội dung ngược lại không nhất định đặc biệt khó, nghe nói lên lớp lão sư đều sẽ giảng đến, học thuộc là được nhưng các ngươi ngẫm lại nếu là không biết chữ quan học thuộc có cái gì dùng đến lúc đó đối bài thi hai mắt đen thui không được kiểm tra cái trứng vịt về nhà a à, thật muốn cuộc thi lưu anh hồng còn tưởng rằng kia cái gọi là văn hóa khóa cũng chính là ý tứ một chút nhưng bây giờ nghe lời này dường như cấp trên là làm thật vậy cũng không anh của ta nói đề mục không nhất định đặc biệt khó đến cùng là chọn thuyền trưởng cũng không phải thi đại học, xem chừng đáp án đều là có sẵn, nhưng ngươi cũng phải sẽ viết đúng không? Dù sao, không biết chữ khẳng định là không được. Hàng Viễn Dương nói lời này lúc, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, nghe ta ca nói, cái này gọi là lớn xu thế, về sau A, à, phàm là không biết chữ, làm gì đều không có tiền đồ. Lưu Anh Hồng không hiểu cái gì lớn xu thế, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng là biết chữ, hơn nữa lúc trước ở trường học lúc, thành tích coi như không tệ. Lúc này, Lưu Tú Hồng đã điền xong tư liệu, bên trong trừ xuất sinh thời đại bên ngoài, còn có cùng loại với chính trị diện mạo, trình độ văn hóa vân vân. Ngược lại là không có yêu cầu điền giới tính, không biết là cấp trên không quan tâm giới tính, vẫn là căn bản liền không nghĩ tới còn có nữ sẽ đến báo danh huấn luyện. Nàng viết xong về sau, còn nghiêm túc kiểm tra một lần, lúc này mới đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, để nhị tỷ ngồi xuống chậm rãi viết miệng không chịu ngồi yên hàng viễn dương còn ở lại chỗ này nhi nói kỳ thật các ngươi cũng không cần quá lo lắng đều nói đây là nhóm đầu tiên mới thuyền nhóm đầu tiên là ý gì vậy liền đại biểu cho về sau khẳng định còn có nhóm thứ hai nhóm thứ ba nếu thật là lần này không được vậy thì chờ lần sau a à, bao lớn chuyện chút đấy cho đến nghe được lời nói này lưu tú hồng mới trong lòng giật mình ý của ngươi là tựa như năm đó ăn dầu thuyền đào thải thuyền buồn như thế chúng ta hiện hữu những thuyền này, sớm muộn có một ngày sẽ bị triệt để đào thải, vậy cũng không, hàng viễn dương là ai? Không ai phản ứng hắn đều có thể thao thao bất tuyệt nói lên nửa đêm lời nói, một khi có người phản ứng còn đến mức nào. Lập tức, liền không quan tâm nói, trước từ trước kia những cái kia của thuyền bị đào thải bắt đầu nói, còn nói bọn hắn bậc cha chú tổ tông lúc ấy, đừng nói ba năm năm đổi một gốc trả thuyền. Đó là ngay cả lấy hơn trăm năm đều không mang bất luận cái gì đổi mới, còn nói bây giờ liền giảng cứu một cái khoa học kỹ thuật, thử nghĩ nghĩ, nông dân có máy kéo, máy thu hoạch, kia có phải hay không ngày nào đột nhiên đến cái máy gieo hạt đâu? Đến lúc đó, từ gieo hạt đến thu hoạch, lại đến vận chuyển đến lương thực đứng, một con rồng toàn bộ xong, đã nông dân có thế dạng này, bọn hắn ngư dân vì sao không thể? Trước kia sớm nhất thuyền đánh cá vẫn là dựa vào người giao đây này về sau chẳng phải đổi thành thuyền buồn lại phía sau ăn dầu thuyền liền ra tới mà lại càng tạo càng lớn hiện tại cũng không phải lại thay mới nhiều kiểu rồi hàng viễn dương còn lời lẽ khuyên nhủ nói cho lưu gia tỉ muội các ngươi đừng tưởng rằng cái này đến cùng mới thuyền không phải liền là tự động tung lưới thu lưới cộng thêm có một bộ phận đông lạnh ướp lạnh công năng sao lúc này mới đổ đến đó chút đấy không chừng về sau chúng ta ra hải bổ cá đều không cần bên trên bông tàu trực tiếp toàn cơ giới hóa liền cùng cái kia lớn tivi đồng dạng ấn một cái tay cầm liền có một cái tiết mục nhưng nhìn nói không chừng về sau ta ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong cũng ấn một cái tay cầm qua tung lưới lại ấn một cái tay cầm qua thu lưới ta nhìn ta đem ngươi cho ấn mới đúng hàng viễn chinh thanh âm từ bên ngoài vang lên không bao lâu hắn liền đẩy cửa tiến đến ngươi thật là năng lực a à đặt dưới lầu đều có thể nghe được ngươi kia lẩm bẩm bức âm thanh. Còn ấn một cái tay cầm đâu? Không có chuyện làm về nhà làm việc mà đi, kế tiếp còn có công việc đâu, tranh thủ thời gian giúp mẹ ta nhiều làm chút công việc, út. Hàng viễn dương rủ cục lấy đầu, quệ oải ra ngoài, chờ nhà mình xuẩn đệ đệ đi, hàng viễn chinh lúc này mới nhìn về phía lưu gia tỉ muội viết xong rồi, viết xong cho ta xem một chút, miễn cho quay đầu đưa trước đi mới phát hiện phạm sai lầm, phiền phức. Lưu Anh Hồng tranh thủ thời gian viết xong cuối cùng hai bút, nhanh chóng liếc nhìn một lần, cảm giác không có gì vấn đề. Lúc này mới giao cho hàng Viễn Chinh. Hàng Viễn Chinh rất là nghiêm túc kiểm tra một lần, cuối cùng mới gật gật đầu. Hai người chữ này ngược lại là viết không sai, mỗi một cái ta đều có thể xem hiểu, không lao lực. Nơi này có thể xem hiểu, cũng không phải là nói Hàng Viễn Chinh không biết mấy chữ mà là dưới đáy các ngư dân trình độ văn hóa trên lệch quá lớn quá lớn, liền không nói khác, rất nhiều người kia chữ viết phải đi, nói là chó bò thức đều là tán dương, ném bút họa quả thực là chuyện thường ngày, càng đáng sợ còn có tự sáng tạo chữ. Hàng viễn chinh đều đã làm tốt chuẩn bị, muốn bị những người này ra tấn một trận, không có nghĩ rằng, lưu gia tỷ muội viết chữ đều là nhất bút nhất họa, toàn viết đúng, còn đặc biệt dễ dàng xem hiểu. Về phần bút kích ngây thơ cái gì, Hàng Viễn Chinh căn bản liền không quan tâm, có thế nhìn ra viết là chữ gì còn chưa đủ, xác định không có vấn đề về sau, Lưu Gia tỷ muội liền rời đi đại đội bộ, tiếp xuống liền phải chờ tin tức, theo Hàng Viễn Chinh nói, hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao cấp trên không có khả năng một mực tốn thời gian chờ lấy, xem chừng nhanh nhất 3 năm ngày, chậm nhất cũng sẽ tại trong 10 ngày có cái minh xác thuyết pháp, chẳng qua hắn vẫn là nhắc nhở một câu, huấn luyện trong lúc đó khẳng định không thể trở về nhà đến lúc đó nhớ kỹ sớm đem trong nhà hài tử thu xếp tốt lời này khẳng định là đối lưu tú hồng nói cái sau cảm kích nhẹ gật đầu cũng bởi vậy hàn viễn chinh cuối cùng câu kia nhắc nhở chờ hai tỷ muội rời đi đại đội bộ về sau lưu tú hồng liền biểu thị muốn đi hứa gia phòng cũ đầu kia để nhị tỷ bản thân về nhà trước tại đi hứa gia phòng cũ trên đường đi lưu tú hồng liền thấy rất nhiều người tập hợp một chỗ thảo luận bọn hắn cũng là không tránh người dù sao hàng viễn chinh đã nói đến rất rõ ràng đều bằng bản sự như thế rất công bình chờ lưu tú hồng đi đến hứa gia phòng cũ lúc không ngoài dự đoán nghe được nhà chính bên trong tranh chấp âm thanh tranh chấp nội dung tự nhiên là vì phải chăn thoát ly sản xuất đi huấn luyện một chuyện hứa quốc khánh khẳng định là muốn đi hắn là không có anh em nhà họ hàng biết được nhiều như vậy nhưng hắn bản năng cảm giác lần này là cái cơ hội tốt lại nói anh em nhà họ hàng đều dự định đi vậy khẳng định liền không sai a à, nếu thật là không tốt hai người bọn họ vì sao muốn lần này vũng nước đục đâu cái này logic vẫn là trải qua được cân nhắc nhưng hứa bà tử vẫn là kiên quyết phản đối hàng gia hai anh em kia là có bản lĩnh thật sự người hai người bọn họ là chạy cho đội bên trên đoạt mới thuyền đi ngươi đây ngươi đi làm cái gì ngươi là giành được quá hàng gia hai anh em vẫn là giành được quá chu đại quân quốc khánh a người số tuổi cũng không nhỏ đừng chơi đùa lung tung dù sao đội bên trên còn có khác thuyền người mở củ thuyền chính là lưu tú hồng đi vào nhà chính lúc liền nghe được hứa bà tử tận tình khuyên bảo khuyên hứa quốc khánh nhưng hứa quốc khánh cứng cổ kiên quyết không từ chị dâu đến a hứa quốc khánh nàng dâu nhìn thấy lưu tú hồng tới vội vàng đứng dậy kêu gọi đừng quản nàng đến tột cùng có bao nhiêu tâm tư tối thiểu mặt mũi tình vẫn là rất nguyện ý làm hứa bà tử cũng nhìn thấy lưu tú hồng chần chờ một chút hỏi nàng ngươi đến làm gì a à, ngươi cũng muốn báo danh tham gia cái kia cái gì cái gì cái này không mù hồ nháo sao hàng gia hai anh em đều tham gia ta cùng ta nhị tỷ không quan tâm tham gia hay không tham gia cũng không thể lại lái thuyền ra hải bổ cá lưu tú hồng rất là bình tĩnh mở miệng đúng nga hai người bọn họ đều đi hai ngươi lại không thể bản thân lái thuyền bắt cá Hứa bà tử lẩm bẩm nói, hiển nhiên bị thuyết phục, thấy thế, Lưu Tú Hồng lại nói, ta cùng ta nhị tỷ là tính toán, không quan tâm có được hay không, tối thiểu thử nhìn một chút chứ sao, nếu thật là thành, không quan tâm là mình mở, vẫn là giống đại đội trưởng như thế cho người khác mở cầm cổ phần danh nghĩa, tóm lại đều là một đầu đường ra, cũng thế. Hứa bà tử rất nhanh kịp phản ứng, vậy ngươi tới chỗ này, là muốn cho ta giúp ngươi mang hài tử? Hành đi, đến lúc đó ngươi sớm đem hài tử đưa tới, lưu tú hồng vấn đề nháy mắt giải quyết, nhưng bởi như vậy, hứa quốc khánh liền càng thêm bực bội, mẹ. Mẹ ngươi cũng nói một chút đạo lý có được hay không? Bằng cái gì chị dâu đều có thể đi, ta ngược lại không được. Lại nói, có nữ hợp lý thuyền trưởng sao, từ xưa đến nay, có chuyện như vậy sao, hứa bà tử mới mặc kệ trước kia kiểu gì, nàng chỉ nhìn hiện tại tình huống hiện tại chính là, không quan tâm Lưu Tú Hồng có đi hay không, chờ hàng gia hai anh em vừa đi, nàng cùng nàng nhị tỷ còn có thế kiểu gì, nhàng ở trong nhà nấu cơm giặt vũ mang hài tử. Vậy còn không như đi nhìn thử một chút đâu, vạn nhất mèo mù đụng chuột chết đâu, nhưng hứa quốc khánh liền khác biệt, hắn vừa đi, trong nhà nhiều như vậy há mồm làm sao xử lý, hứa bà tử liền một câu, dù sao trong nhà không có lương thực dư, ngươi muốn đi, chúng ta cả nhà liền đi nhảy xuống biển dù sao sớm tối đều là phải chết đói còn không bằng dứt khoát lưu loát chết sạch sẽ lời này mới ra hứa quốc khánh là triệt để yểu xìu đi hắn là không có gì bản lĩnh không giả nhưng hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hiểm độc nát ruột đồ vật trơ mắt nhìn toàn gia đi chết hắn làm không được xem ra chuyện này là thật không có triệt nhi lưu tú hồng xem xét tình huống này liền biết bà bà chiếm cấp trên nàng cũng không nhiều dừng lại, chỉ cáo âm thanh tha liền nên rời đi trước. Chương 82, Lưu Tú Hồng ngược lại là chưa hề nghĩ tới để hài tử nhà mình đến hứa gia phòng cũ ăn uống chùa, có thể những người khác sẽ cho rằng, nơi này là hài tử nhà bà nội, đến lại như thế nào. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không cho là như vậy, bởi vậy, trên đường về nhà, nàng một mực đang tính toán chuyện này. Hứa quốc cường ngoài ý muốn sau khi qua đời, không chỉ nàng cùng bọn nhỏ sinh hoạt gặp được trọng đại đã kích, kỳ thật phòng cũ bên kia cũng là như thế, nhất là hứa quốc cường trước kia quá cố gia, không riêng đối thê tử cùng hài tử tốt, đối lão nương, đệ muội đều mười phần được tâm, một người như vậy đột nhiên rời đi, đối chí thân người nhà đã kích là phi thường to lớn, Lưu Tú Hồng càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định lần sau đưa hài tử khi đi tới, thuận tiện cầm chút cá tới. Dù là phòng cũ bên này cũng không thiếu cá ăn, nhưng hứa quốc khánh cầm lại nhà là một chuyện nàng lấy tới lại là một chuyện khác coi như là giúp hai hài tử giao tiền ăn dù sao nàng cũng không tốt trực tiếp lấy tiền tới nghĩ như vậy đợi nàng trở lại trong nhà liền đem sự tình nói cho nàng nhị tỷ chủ yếu có hai cọc sự tình một là hứa bà tử đáp ứng tại nàng đi tham gia huấn luyện lúc giúp nàng nhìn hài tử hai đương nhiên là nàng dự định đưa hài tử đi qua đồng thời lấy thêm một chút tôm cá đi qua nhị tỷ hoàn toàn không có ý kiến không những không có ý kiến còn sụ mặt giận trách ngươi cùng ta còn khách khí cái gì thật nếu nói nếu không có ngươi tại người ta cũng sẽ không mang ta đi ra hải bổ cá a à. nói trắng ra là ta chiếm ngươi ánh sáng ăn không ở không cũng may mà ngươi không chê ta lưu tú hồng tất nhiên là biết được nhị tỷ là đang nói đùa chẳng qua đã nhị tỷ chủ động nâng lên chuyện này thừa dịp gần đây hai ngày không dùng ra biển Nàng quyết định cẩn thận hỏi một chút nhị tỷ đối tương lai tính toán, nâng lên cái này, nhị tỷ khó tránh khỏi có chút trầm mặt, sau một lúc lâu, nàng cười lớn lấy nhìn về phía muội tử, ngươi ngược lại là sẽ hỏi ta, ngươi thế nào không hỏi xem chính ngươi đâu. Ngươi mới bao nhiêu lớn người, chẳng lẽ liền thật cả một đời trông coi không lấy chồng rồi. Được được, ta biết ngươi tại bên ngoài đã đem lời nói cho nói đầy, nhưng chuyện này đi, ta hiện tại liền nghĩ thật tốt sinh hoạt. Có thế nhiều kiếm tiền tất nhiên là tốt, dù sao liền hiện tại tình huống này xem ra, hai hài tử tương lai cưới vợ sợ là phải bỏ ra không ít tiền. Lưu Tú Hồng lời này cũng không tính là là buồn lo vô cớ, bọn hắn thế hệ này, gã cưới vốn là sớm, những cái này tốt nghiệp trung học mới nhìn nhau việc hôn nhân, liền đã coi như là muộn. Bình thường đến nói, 15-16 tuổi liền không sai biệt lắm bắt đầu nhìn nhau, trước đến hôn lại kết hôn ở giữa nhiều lắm là cũng chính là khoảng cách nửa năm khoảng chừng lại sau này chính là làm từng bước mang thai sinh bé con sinh hoạt cái này tại một chút trong đại thành thị người xem ra mười phần phải không hiểu nhưng sự thật chính là như thế khác biệt trưởng thành trải qua sẽ đã sớm cuộc sống khác liền lưu tú hồng xem ra thân là một cái mẫu thân tối thiểu nhất cũng nên vì bọn nhỏ để giành được một bút gia sản không nói trước khác hài tử học phí luôn luôn muốn dù là chỉ niệm đến sơ trung, hai hài tử cộng lại, cũng là một bút không tính tiểu nhân chi tiêu, nếu là dự định học cao trung, chi tiêu càng lớn hơn. Về phần đại học, loại chuyện này, Lưu Tú Hồng còn thật sự không nghĩ đến xa như vậy, nàng liền suy nghĩ, trước cho hài tử tích lũy một chút tiền, nếu hai hài tử thật có cơ duyên kia, có thế thi lên đại học nhìn xem thế giới bên ngoài, khi vận dụng kết hôn tiền cũng không sao, dù sao, như thật kiểm tra lên đại học, tương lai quốc gia cho phân phối công việc còn cần lo lắng không lấy được nàng dâu bình thường cũng không ai hỏi vấn đề này lưu tú hồng lại là cái xưa nay quen thuộc tại đêm tất cả vấn đề đều để ở trong lòng mình bí mật từ từ suy nghĩ người lúc này nghe được nhị tỷ hỏi nàng lúc này mới một năm một mười đem mình tính toán thật lâu sự tình đều nói ra nhị tỷ nghe được trợn mắt hốc mồm ta liền tùy tiện hỏi lên như vậy hóa ra ngươi vẫn thật là nghĩ nhiều như vậy không phải a à, Ngươi suy xét cái này suy xét cái kia, ngược lại là suy tính một chút chính ngươi a, à. ta không có vấn đề." Lưu Tú Hồng chẳng hề để ý khoát khoát tay, ánh mắt lại là nhìn về phía đã vừa đông vừa đưa đi tới Tiểu Nhi Tử Kiệt Kiệt, lập tức nàng lộ ra nụ cười sáng lạng, chỉ cần bọn nhỏ tốt, ta liền cái gì đều không để ý. Nhị tỷ trong lòng biết chuyện này không có cách nào khuyên, dứt khoát cũng liền không khuyên giải, chỉ thật dài thở dài một hơi, ta nha ta kỳ thật sao ngươi còn không biết tương lai làm sao bây giờ liền nghĩ dứt khoát đi một bước nhìn một bước sinh hoạt tóm lại là muốn nhìn về phía trước nói không chừng trải qua trải qua liền nên đón quang minh nữa nha nói như vậy cũng không sai dù sao rất nhiều người tại lập tức đều không nhất định có thể làm ra hoàng mỹ lựa chọn càng nhiều thời điểm ở vào trong cục người đều là lục lọi tiến lên có thể chờ thêm cái hai ba mươi năm về sau người đời sau sẽ phát hiện khi đó rõ ràng khắp nơi đều có kỳ ngộ làm sao liền có như vậy người không hiểu được bắt lấy kỳ ngộ đâu nhưng sự thật chính là như thế cũng không phải là nói cái nào thời đại kỳ ngộ đặc biệt nhiều mà là từ nhiều năm trước kia lại ngược dòng tìm hiểu lịch sử đứng ở trên vai người khổng lồ tự nhiên có loại thượng đế thị giác cảm giác nhưng kỳ thật nếu thật là để người nào đó đến kinh nghiệm bản thân lịch sử thật đúng là không nhất định có thể làm được so những người này tốt lưu gia tỷ hai cũng không phải hoàn toàn nước chảy bèo trôi, mặc dù trường kỳ mục tiêu không tính minh xác, nhưng hai người ngược lại là đều có tương đương rõ ràng ngắn hạn mục tiêu, liền trước mắt mà nói, sẽ không có gì so thông qua huấn luyện kiểm tra chuyện trọng yếu hơn, chờ sau khi ăn cơm xong, lưu tú hồng trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy ngồi không chờ tin tức không quá đáng tin cậy, nàng suy nghĩ, coi như không biết tương lai muốn huấn luyện thứ gì nội dung. Vậy có thể hay không đoán một chút đâu không nói những cái khác nghe hàng viễn dương ý tứ văn hóa khóa phản phất là rất trọng yếu nhị tỷ ta nghĩ nghĩ chúng ta muốn hay không đi mượn chút sách giáo khoa đến xem ta là nhận biết không ít chữ nhưng đến cùng rời đi trường học đều lâu như vậy chữ thường dùng ngược lại là không có gì vạn nhất bọn hắn để ta viết cùng thuyền tương quan cái gì cột buồn buồn a ta sợ nâng bút quên chữ có đạo lý nhị tỷ rất là đồng ý nhưng chúng ta muốn đi nơi nào mượn sách nhìn đúng đại tỷ ta cũng nghĩ như vậy hàng hàng đã đi học trong nhà hẳn là sẽ có bút cùng sách đại tỷ phu lại là lão thuyền viên hẳn là sẽ có một ít cùng thuyền tài liệu tương quan a không quan tâm có tác dụng hay không dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng mượn tới nhìn một cái tỷ hai ăn nhịp với nhau cuối cùng vẫn là quyết định từ nhị tỷ đi một chuyến Lưu Tú Hồng lại lưu lại chiếu cố hài tử, đồ vật cũng không khó mượn, tương phản, thu hoạch vượt xa tỷ hai nguyên bản đoán trước, đại tỷ mượn sách cùng bút, còn có một bản ở trên đảo đặc biệt hiếm có tân hoa từ điển, nói là lúc đầu cho hàng hàng mua, nhưng hàng hàng hoàn toàn không yêu học tập, hỏi lão sư, cũng nói tuổi tác quá nhỏ, còn cần không lên. Dứt khoát, liền đều cấp cho hai muội tử, về phần đại tỷ phu đầu kia, cho mấy quyển thuyền tài liệu tương quan, ngược lại không nhất định đều là cùng điều khiển có liên quan trong đó phần lớn đều là cùng sửa chữa tương quan cũng có xuất xưởng nói rõ vân vân đương nhiên đại tỷ phu cũng nói rõ cái đồ chơi này đều là cũ trên thuyền cùng kiểu mới thuyền sợ là cách xa nhau rất xa nhàn rỗi nhàm chán nhìn một cái không sao nhưng đoán chừng tác dụng không lớn nhưng coi như tác dụng không lớn tỷ hai cũng là như nhặt được chí bảo không có cách hai nàng rời đi trường học quá lâu quá lâu thử nghĩ nghĩ hai người đều lấy chồng nhiều liền rồi dù là lấy chồng về sau ngẫu nhiên vẫn là cần phải đi đại đội bộ ký tên cầm tiền lương cầm lương phiếu nhưng kia dùng đều là cực kỳ thường dùng một ít chữ phải biết coi như đội bên trên lại thế nào không học thức bản thân danh tự vẫn là sẽ viết kém nhất cũng sẽ viết dòng họ sau đó tiêu cái một hai ba cái gì nhưng nghĩ cũng biết huấn luyện kiểm tra không có đơn giản như vậy bởi vì là một số tư liệu tỷ hai quyết định phân biệt nhìn khác biệt nếu là gặp gỡ cảm thấy đặc biệt có dùng sẽ cùng nhau chia sẻ cũng may mà hai hài tử đều rất ngoan ngoãn về phần nhóm lửa nấu cơm cái gì đây đều là làm quen sự tình ngược lại không đến nỗi quá lãng phí thời gian lập tức tỷ hai đem mấy ngày kế tiếp thời gian đều dùng tại khổ đọc tư liệu cùng trích ra một chút các nàng cho rằng hữu dụng chữ từ nơi này đầu lưu tú hồng liền phát hiện một phần rất hữu dụng tư liệu là liên quan tới thuyền đánh cá bên trên an toàn cứu sống, bao quát tại gặp đặc thù thời tiết tình huống dưới, nên như thế nào tự cứu cùng kêu cứu, vạn nhất trên thuyền xuất hiện hỏa hoạn hoặc là cái khác trục trặc lúc, hẳn là khai thác như thế nào hữu hiệu thủ đoạn vân vân. Nhị tỷ, cái này một phần tư liệu ngươi quay đầu nghiêm túc nhìn một cái. Ta cảm thấy đi, coi như thuyền là tại đổi mới, an toàn tri thức hẳn là không sai biệt lắm tỷ hai như đói như khác hấp thu các loại thuyền tương quan tri thức không nói những cái khác một chút bình thường rất ít khi dùng đến chữ tối thiểu nhất đều là trích ra xuống tới đồng thời nghiêm túc đằng chép cũng một mực ghi tạc trong đầu trước cục tại một lần nữa đăng ký báo danh sau ngày thứ sáu tin tức truyền đến nói là hôm sau trời vừa sáng thống nhất đi thuyền đi huyện thành bến tàu đến lúc đó sẽ vạch một phiến khu vực làm bọn hắn chỗ ở tạm thực tiễn khóa cùng lý luận khóa đồng thời tiến hành huấn luyện thời gian xác định là chí ít một tháng. Cụ thể giải thích là, huấn luyện một tháng sau liền sẽ tham gia kiểm tra, thông qua người liền trở thành kiểu mới thuyền đánh cá thuyền trưởng, như thông qua nhân số không nhiều, thì lại lần nữa tiến hành huấn luyện, thẳng đến mỗi một chiếc kiểu mới thuyền đánh cá đều có thuyền trưởng của mình. Nghiêm túc sau khi nghe xong, Lưu Tú Hồng cùng nhị tỷ hai mặt nhìn nhau, những người khác còn tại hối hận, nói sớm biết chỉ có một tháng, ngược lại là có thể đi nhìn thử một chút cũng có thông minh bắt đầu tính toán lãnh đạo đều nói như vậy chỉ sợ khảo hạch độ khó sẽ phi thường cao không phải như thế nào lại có thông qua khảo hạch nhân số không đủ lại lần nữa nấu lại trùng tạo cái này biện pháp đâu bất kể nói thế nào sự tình đã như vậy hàng viễn chinh trăng dặn đám người chuẩn bị kỹ tràng bọc hành lý hôm sau trời vừa sáng ngay tại bãi bùng bên kia tập hợp đầu năm nay ra cửa vốn là không dễ càng đừng đề cập là dài đến một tháng huấn luyện trừ y phục bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là khẩu phần lương thực vấn đề. May mắn, vấn đề này hàng viễn chinh đã giải quyết, hắn đã sớm để đội bên trên trong đó một chiếc thuyền đánh cá đưa một khoang thuyền cá đi trong huyện thành, đổi lấy không ít lương phiếu, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần dùng chuyên dụng lương phiếu đi nhà ăn ăn cơm liền có thể. Đương nhiên, một mực món chính, mặc kệ cái khác, có thể giải quyết món chính liền đã rất không tệ, lưu tú hồng cầm nhất cây cái chủng loại kia quả ớt, xào một lớn bình cây xào dưa muối, không nhất định ăn ngon, nhưng tuyệt đối đủ ăn với cơm. Chỉ như vậy, sớm một đêm, Lưu Tú Hồng liền đem hai hài tử đưa đi hứa gia phòng cũ, căng dặn liên tục về sau, lúc này mới lưu luyến không rời trở về nhà. Ngày kế tiếp sáng sớm liền phải xuất phát, không kịp đưa hài tử đi qua, cho nên chỉ có thể sớm đưa. Hài tử là đưa qua, Lưu Tú Hồng lại là mười phần lo lắng bất an, nàng không lo lắng tiểu nhi tử kiệt kiệt nàng sợ chính là đại nhi tử hào hào sẽ bị dọa sợ. Dù sao, nàng chuyến đi này chính là chí ít một tháng, bọn hắn chưa hề phân biệt lâu như vậy. Chương 83, muốn nói hứa ra cái này hai hài tử, cứ việc đều là tuổi nhỏ lúc không có cha, nhưng bình tĩnh mà xem xét, lớn cái kia muốn so cực kỳ nhỏ nhiều. Đối với tiểu nhi tử kiệt kiệt đến nói, hắn là không có cha, nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không nhớ rõ hắn từng có qua cha, tuổi tác quá nhỏ, cùng nó nói hắn là mất đi phụ mẫu, không bằng dứt khoát nói hắn chưa hề có được tới phải càng xác thực một chút, nhưng hào hào không phải như vậy, hắn nhớ tin tường, hắn có cha, cha còn rất thương hắn, mỗi lần ra du học về đến, đều sẽ cho hắn mang rất thật tốt ăn tôm cá cua, rảnh rỗi sẽ còn mang theo hắn cùng một chỗ cho nhà làm việc, bồi tiếp hắn chơi, náo. Cùng đáp ứng hắn lần sau có cơ hội mang bánh kẹo bánh bích quy này một ít nhỏ ăn vặt về nhà cho hắn ăn. Đương nhiên, Hứa quốc cường đối hai đứa con trai khẳng định đều là rất thương yêu, nhưng vấn đề là, tiểu nhi từ lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, liền một cái còn ở trong tả lót bú sữa bé con, dù hắn kiên nhẫn không sai, cái kia cũng không có khả năng cùng tiểu nhi tử chơi, nhiều nhất giúp đỡ thay cái nước tiểu mối nối hoặc là thừa dịp thời tiết tốt cho nhi tử tắm rửa, lại có không có, cho nên hào hào một trận cho rằng, ba ba yêu nhất người là hắn, tiếp theo mới là đệ đệ, thế nhưng chính vì vậy, mất đi phụ thân chuyện này, đối với hắn đã kích phi thường to lớn, lớn tới trình độ nào đâu. Lưu Tú Hồng vừa mới bắt đầu đi theo hàng viễn chinh bọn hắn ra hải bổ cá lúc, hào hào đều sẽ chạy đến bãi bùng bên trên chờ, thẳng đến trông thấy thuyền trở về, nhìn thấy ma ma đứng trên bông thuyền hướng về phía hắn vất tay, mới có thể lộ ra nụ cười tới. Lưu Tú Hồng biết, hào hào đang sợ, dù sao, hắn chưa hề chân chính nhìn thấy quá phụ thân tử vong một khắc này, hắn thấy, cực kỳ yêu thương ba của hắn, là tại một ngày nào đó lúc ra biển, liền lại không từng trở về. Hắn sợ, hắn sợ ma ma cũng sẽ dạng này. Lưu Tú Hồng là biết chuyện này, cho nên mỗi lần đều sẽ dụng tâm trấn an hắn. Cũng may, hào hào dù sao cũng là cái tiểu hài tử, ban sơ mấy lần thật là đầy cõi lòng không yên, thứ bật đếm một nhiều, cũng liền dần dần thói quen, không còn chạy đến bãi bùng bên trên chờ, mà là sẽ đợi tại nhà bà nội, bồi tiếp đệ đệ chơi, thẳng đến ma ma trở về nhưng vấn đề chính là lần này tình huống cùng dĩ vãng cái kia một lần cũng khác nhau lúc này lưu tú hồng ít nhất phải rời đi một tháng nàng đương nhiên là có cùng hào hào liên tục nói rõ còn đặc biệt nâng ví dụ ngươi nhìn hàng hàng ca ca ba ba có phải là đi ra ngoài một chuyến muốn rất lâu rất lâu mới có thể trở về ngươi dạng này nếu như chờ không ngừng liền đi tìm ngươi đại di cùng hàng hàng ca ca hỏi một chút bọn hắn hàng hàng ba ba về có tới không? Hàng hàng ca ca ba ba trở về, ma ma cũng sẽ trở về rồi. Hào hào có chút minh bạch, Lưu Tú Hồng đại tỷ phu chu đại quân cũng là đi huấn luyện một thành viên, có điều, suy xét đến hàng viễn chinh lúc trước nói qua, tháng thứ nhất huấn luyện về sau là kiểm tra, nếu như thông qua nhân số không nhiều, còn muốn thêm một đoạn thời gian huấn luyện, bởi vậy, Lưu Tú Hồng vẫn thật là không dám hứa chắc, nàng sẽ cùng chu đại quân đồng thời trở về nàng chỉ nói cho hào hào ma ma sẽ mau chóng về nhà ngươi đây chờ hàng hàng ca ca ba ba trở về có thể hỏi một chút hắn hắn biết ma ma lúc nào có thể về nhà hào hào là hiểu không phải hiểu nhẹ gật đầu nhưng cho dù đã làm yên lòng hào hào lưu tú hồng vẫn là lòng tràn đầy đầy mắt bất an muốn nói hào hào là lần đầu tiên rời đi nàng lâu như vậy nàng sao lại không phải lần thứ nhất rời đi hai hài tử lâu như vậy đâu huống hồ hào hào còn có thế nghe lọt đạo lý như vậy kiệt kiệt lưu tú hồng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cầu nguyện kiệt kiệt đứa nhỏ này bệnh hay quên lớn tốt nhất chính là trong nháy mắt liền đem nàng cấp quên nàng tình nguyện hài tử quên nàng cũng không nghĩ để hài tử bởi vì tìm không thấy ma ma mà khóc trống một đường không nói chuyện chờ thuyền đến huyện thành bến tàu về sau tại hàng viễn chinh dẫn đầu dưới theo thứ tự xếp thành hàng đi tới đi đã phân chia tốt lầu ký túc xá bọn hắn bên này hết thảy báo danh bốn chi đội ngũ, cũng chính là tám người, hàng gia hai anh em, lưu gia tỷ muội, còn có chính là chu đại quân cùng hắn một cái đường đệ, cùng mặt khác hai cái đội bên trên lão thủ, chẳng qua lưu tú hồng cùng bọn hắn không quen. Đợi đến khu ký túc xá, hàng viễn chinh khiến người khác đi quầy hàng lớn bên kia, lại dẫn lưu tú hồng tỷ muội lên lầu, đi trong thang lầu trữ vật thất, cũng đừng ghét bỏ, đây cũng là không có cách nào, quầy hàng lớn đầu kia các ngươi ở không được chỉ có thể chấp nhận lấy ở bên này lưu tú hồng làm sao lại ghét bỏ đâu nàng ngay tại sầu muộn dừng chân vấn đề ăn cơm ngược lại là dễ giải quyết dù sao có món chính ăn dù là ngâm một chút nước sôi cũng có thế nuốt xuống dừng chân vấn đề phiền phức cực kỳ may mắn hàng viễn chinh đã suy xét đến liên tục cảm tạ về sau lưu tú hồng lúc này mới có công phu dò xét cái này nho nhỏ phòng chứa đồ nhìn ra được người ta đã chỉnh lý quá đằng không hơn phân nửa địa phương trong đó hơn phân nửa đều là bị một tấm giản dị giường cây chiếm cứ cũng may dưới giường vẫn có thể bỏ đồ vật lại có là tại cao cao trên tường có một cái rất rất nhỏ cửa thông gió dù sao cũng chính là ban đêm tới ngủ một giấc không quan trọng lưu tú hồng rất là nhìn thoáng được nhị tỷ cũng không quan trọng dù sao như vẻn vẹn vì sinh hoạt điều kiện không tốt mà lựa chọn rời khỏi cũng quá không đáng đồng thời cũng phụ lòng hàng viễn chinh khắp nơi vì bọn nàng suy nghĩ có hảo ý vạn hạnh chính là túc xá lầu dưới nhà vệ sinh vẫn là phân nam nữ đại khái là bởi vì bên này vẫn là có nữ tính nhân viên công tác tồn tại mặc dù nhiều số đều là tại nhà ăn công việc bắt gái nhóm nhưng cuối cùng không đến mức tất cả đều là nam qua loa chỉnh lý thu thập về sau tỷ hai kết bạn ra ngoài quen thuộc một chút địa phương dạo qua một vòng về sau mới phát hiện nơi này tựa như là trước kia trường dạy nghề đầu một ngày ban ngày chuyện gì đều không cần làm đến buổi chiều ngược lại là đem người tập hợp lại cùng nhau đến cái khai giảng báo cáo cũng là lúc này địa phương khác người lúc này mới phát hiện trong bọn hắn lại có nữ tồn tại tại trước kia đội bên trên đã trình diễn qua một màn lại lần nữa xuất hiện lưu tú hồng liên tục cười khổ đầu năm nay làm nữ nhân thật khó còn lại là cần nuôi sống gia đình nữ nhân lại cứ, nàng một chút cũng không thể lùi bước, chỉ vì nàng phải vì trong nhà hài tử che gió che mưa. May mắn, hàng viễn chinh sớm cùng lãnh đạo đề cập qua chuyện này, cũng hiển nhiên đã được đến lãnh đạo đáp ứng. Lãnh đạo là cái có chút niên kỹ nam nhân, trừng lên mí mắt nhẹ nhàng mắt nhìn người kháng nghị, uống một ngụm trong chén trà, lúc này mới một bộ cố mà làm dáng vẻ mở miệng. Lão thủ trưởng nói qua, phụ nữ cũng có thế gánh lửa bầu trời, làm sao ngươi có ý kiến, lại nói, lần này huấn luyện tất cả mọi người là bắt đầu từ số không ngươi là cảm thấy mình không bằng hai vị nữ đồng chí cho nên mới nghỉ sớm đem người đuổi đi nhỏ đồng chí a người phải học được mình tiến bộ mà không phải dựa vào chèn ép những đồng chí khác nổi bật tiến bộ của ngươi dù là lưu tú hồng biết được các nàng tỷ hai tới tham gia huấn luyện một chuyện đã báo cho lãnh đạo đồng thời đạt được lãnh đạo đồng ý khi cũng không có nghĩ đến lãnh đạo thế mà lại đến như vậy một trận kẹp đoạt mang bổng có điều lời này hiệu quả lại là rõ rệt, lại không người nào dám góp ý kiến, dù sao một khi kháng nghị liền mang ý nghĩa tự nhận là không bằng phụ nữ đồng chí, cái này ai có thể nhịn, đợi chút nữa về sau, hàng viễn chinh tìm một cơ hội nói cho Lưu Tú Hồng, nói lãnh đạo đồng ý các nàng tham gia huấn luyện, chính là định bắt các nàng cho những người khác tạo áp lực. Lần này huấn luyện độ khó tương đối cao, kiểm tra càng là không có cách nào nới lỏng tiêu chuẩn cho nên nhất định phải buộc tất cả mọi người liều mạng hướng phía trước đuổi theo. Lưu Tú Hồng nghe hiểu, lãnh đạo cầm tỉ muội chúng ta làm cá nheo. Cũng tốt, không quan tâm nói thế nào, tối thiểu chúng ta bao nhiêu có thể tạo được một chút tác dụng. Có điều, cái này cũng nói rõ, không ai xem trọng các nàng, chỉ là bắt các nàng làm cái kiếp lệ người khác tiến bộ công cụ thôi. Nhưng càng như vậy, Lưu Tú Hồng càng là không muốn gọi người khác đạt được. Bây giờ đã có nữ tha lạp kỳ thủ, cũng có nữ tham gia thế vận hội olympic vì nước làm vẻ vang càng có nữ lái phi cơ mở xe tăng vậy tại sao lại không thể có nữ hợp lý thuyền trưởng đâu muốn nói lúc trước lưu tú hồng vẫn là vì có thế có cái sống tạm công việc như vậy hiện tại nàng chính là muốn vì khắp thiên hạ nữ đồng chí tranh một hơi nàng nhất định được ngày thứ hai huấn luyện liền chính thức bắt đầu bởi vì thời tiết tình trạng tốt đẹp bọn hắn rất nhanh liền phân tổ lên thuyền tham gia thực tiễn huấn luyện đương nhiên liền xem như phân tổ cái kia cũng không thể nào là một vùng một trên thực tế để bảo đảm công bằng mỗi cái đội người đều là bị mở ra giống hàng viễn chinh mang tới tổ bốn người liền được phân phối tại khác biệt bốn chiếc trên thuyền đi theo khác biệt lão sư làm như vậy đương nhiên là trình độ lớn nhất cam đoan công bằng dù sao liền xem như làm lão sư cũng không dám hứa chắc trình độ là hoàn toàn tương tự nếu là bất hạnh cái nào đó ngư nghiệp đội toàn quân bị diệt làm không tốt liền phải trách cứ lão sư, mà giống bây giờ như vậy, là tốt là xấu đều do không được người ta. Đáng nhắc tới chính là, hôm qua vóc còn người kháng nghị, khi nhìn đến bây giờ Nhi cùng lưu gia tỉ muội một chiếc thuyền lúc, nhao nhao lộ ra may mắn biểu lộ, suy nghĩ kỹ một chút cũng không sai, mỗi con thuyền nhân số đều là giống nhau, nhưng bọn hắn cái này một chiếc thuyền nhiều hai nữ. Đây chẳng phải là bọn hắn có thế giống như lão sư nhiều lĩnh giáo rồi. Nghĩ nghĩ lại, những người khác tự thành một phái, đem lưu gia tỷ muội xa lánh tại bên ngoài. Nhị tỷ tức giận đến không được, hận không thể tiến lên mạnh mẽ đem đám người tách ra. Lưu Tú Hồng tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, nhị tỷ ngươi đừng như vậy, đại đội trưởng không phải đã nói rồi sao. Lần này huấn luyện nội dung đặc biệt nhiều, độ khó cũng đặc biệt lớn, lão sư không có khả năng chỉ nói một lần, bọn hắn cũng không có cái này năng lực lần lượt ngăn đón chúng ta. Lại nói, không nhìn thấy còn có thế nghe a à, thật sự là đáng ghét ta lại muốn thi ra tới ta lại không gọi bọn hắn toại nguyện hoặc là nói thế nào là thân tỷ hai đâu hai nàng chấp nhất thời điểm vậy đơn giản giống nhau như đúc cũng may sự tình chính như lưu tú hồng đoán như vậy lão sư tại ngày đầu tiên vẻn vẹn giới thiệu chỉnh con thuyền cấu tạo tuy nói chỉ là giới thiệu nhưng bởi vì dính đến rất nhiều phương diện nhất là kiểu mới thuyền còn bao gồm ra đa trinh sát bày cá vị trí chờ một chút cần ghi nhớ nội dung rất rất nhiều lại cứ những người kia hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không có mang giấy bút ý thức toàn bằng đầu óc nhớ thật muốn có bản sự này còn làm cái gì ngư dân đâu đi thi đại học nó không thơm sao Lưu tú Hồng âm thầm cười trộn không thôi động tác trên tay lại là không ngừng cùng nhị tỷ hợp tác thân mật vô gian ghi lại lớp học bút ký cái này còn vẻn vẹn bước đầu tiên, nghĩ cũng biết, huấn luyện là ròng rã một tháng, nơi này đầu tri thức điểm khẳng định là hải lượng, dù nói không chắc mỗi cái tri thức điểm đều sẽ kiểm tra đến, nhưng nhiều nhớ nhiều lưng luôn luôn không sai. Lại có là, nói thật, kiểu mới thuyền đánh cá vẫn là hoàn toàn ra khỏi lưu tú hồng đoán trước. Nhất là cái kia dùng radar thăm dò bầy cá phương hướng cùng vị trí, quả thực để nàng cảm giác sâu sắc bất an. Có điều, xế chiều hôm đó nàng liền phát hiện ra đa phạm vi dò xét cũng không tính lớn đương nhiên so với toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng mắt thường quan sát kia là muốn mạnh hơn nhiều lắm lại không giống lưu tú hồng tự mang la bàn như vậy có thể nhìn thấy cực xa hải vực bầy cá thậm chí có thể thẳng đến bầy cá mà đi nghiêm túc nghe giảng bài kim ghi bút ký lưu tú hồng thật tựa như bọc biển một loại hấp thu kiến thức mới nàng so tất cả mọi người cơ sở đều muốn kém quá nhiều thậm chí có thể nói là số không cơ sở. Dù sao, những người khác là trải qua nhiều năm lão ngư dân, dù là không hiểu văn hóa tri thức, tối thiểu nên có kinh nghiệm là không thiếu, nhưng cũng có một chút, giống sớm nhất, ăn dầu thuyền đánh cá vừa tới lúc đến. Thâm thụ đã kích chính là những cái kia có thể nhất nhịn lão ngư dân. Bọn hắn là chân chính bằng vào kinh nghiệm đến bắt cá, nhưng vấn đề là, vô luận là tay cầm thuyền đánh cá vẫn là thuyền buồn, kia động tĩnh đều là rất nhỏ. Tương phản, ăn dầu thuyền, cái thanh âm kia lớn nha, cách thật xa liền có thể nghe được, tự nhiên, bầy cá cũng sẽ thụ kinh tránh đi. Lão các ngư dân rất nhanh liền phát hiện, ban đầu những cái kia đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống kinh nghiệm A, nó không dùng được A, mà bây giờ, chuyện giống vậy lại phát sinh. Kiểu mới thuyền đánh cá là có được tự động tung lưới cùng thu lưới công năng, không nói đến thu lưới, trước nói cái này tung lưới vấn đề, trước kia là bằng vào nhân lực tung lưới, nên lựa chọn cái nào góc độ ném lưới, nên dùng khí lực lớn đến đâu, hai người hợp tác thế nào chờ một chút, đây đều là bọn hắn làm quen sự tình. Không nhất định có thế giải thích cặn kẽ ra tới, nhưng loại chuyện này vốn chính là quen tay hay việc, dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong, trừ lưu gia tỉ muội, cái nào đều là cực kỳ am hiểu như thế nào tung lưới, nhưng hôm nay, biến thành tự động tung lưới, kia muốn làm sao khống chế đâu. Máy móc còn có thể so sánh nhân thủ càng tinh xác sao, tương đương trước kia những cái kia kinh nghiệm toàn hết hiệu lực, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, kỳ thật thu lưới cũng là không sai biệt lắm đạo lý, nếu là hỏi một cái lão ngư dân, muốn làm sao thu lưới mới là thích hợp nhất, hắn có thể nói không nên lời cái 1 2 3 đến, nhưng hắn tuyệt đối có thể biểu diễn cho ngươi một lần. Nhưng hôm nay, đã là tự động thu lưới, ai biết thời cơ nào mới là thích hợp nhất một ngày thực tiễn khóa xuống tới liền có người nhịn không được đánh trống lui quân cái kia nếu không ta vẫn là đi mở ban đầu của thuyền đi trước kia như thế chẳng phải rất tốt vẫn là thôi đi cái này ta không học được lãnh đạo bên kia hiển nhiên đã dự liệu được tình huống này cũng là không miễn cưỡng muốn đi rời đi là được huống hồ ai cũng biết ngày đầu tiên nửa đường bỏ cuộc người là nhiều nhất chờ huấn luyện sau một thời gian ngắn đắm chìm chi phí gia tăng liền không ai bỏ được lại một cái cũng có người sẽ cảm thấy nếu là những người khác không tiếp tục kiên trì được đó có phải hay không mình liền có thể may mắn thông qua kiểm tra đâu ha ha nghĩ quá nhiều hàng viễn dương ngay tại chỗ ấy bức buộc bọn hắn coi là nhất định phải từ chúng ta trong những người này đầu chọn sao nghĩ cái gì đâu có thế thông qua kiểm tra đương nhiên là tốt nhất thực sự nếu là không được toàn trung quốc lớn như vậy đường ven biển dài như vậy còn sợ tìm không thấy năng lực ngư dân còn không phải ngươi không thể cũng đừng làm cái này nằm mơ ban ngày thuyền đánh cá cải cách là lớn xu thế ai cũng không có khả năng ngăn cản đương nhiên cho dù là hiện tại vẫn là có tay cầm thuyền đánh cá tồn tại cái này hiển nhiên sẽ không có người cản trở nhưng vấn đề là nhỏ thuyền tam bản nguy hiểm hệ số quá cao quá cao một khi gặp được sóng gió gần như không có chút kháng phong hiểm năng lực lại một cái nhỏ thuyền tam bản thừa trọng đặt ở chỗ đó cho ăn bể bụng trang mấy chục cân cá cái này nếu là dân chúng bình thường đi chợ bán thức ăn mua mấy chục cân cá kia đúng là phải tốn không ít tiền đáng tiếc nếu như là bán đi kia xác thực tiện nghi rất rất nhiều đồ hải sản chứa đựng khó khăn vấn đề này là không có cách nào tại ngắn hạn bên trong giải quyết nếu là tính đến đông lạnh lập tức chi phí liền sẽ gia tăng không ít lại một cái theo thuyền đánh cá đổi mới chỉ sợ cái giá ngã xuống đã là trở thành sự thật. Chương 84, đều nói, người cùng người trên lệch so với người cùng heo còn lớn hơn. Đừng nhìn hàng viễn dương ngày bình thường là ngu dốt si ngốc, nhưng để ở ngư nghiệp phương diện, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn ca bình thường nói với hắn được nhiều, hoặc là căn bản liền là hai người bọn hắn huynh đệ tại ngư nghiệp chuyện này bên trên vốn là rất mẫn cảm, dù sao người khác mới nhìn thấy bước đầu tiên bọn hắn đã thấy vài chục bước thậm chí mấy chục bước xa cái giá ngã xuống là tất nhiên thậm chí sẽ không cá giá cái khác ăn uống cũng sẽ tương ứng phải giảm giá chính như là rất nhiều nơi đã bắt đầu khoa học trồng hoặc là nuôi dưỡng theo cây nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp phát đạt đến lúc đó sản lượng tăng gấp bội vậy khẳng định không thể dựa theo ban đầu giá cả ra bán có thể một ít người sẽ cho rằng sản lượng gia tăng kia là bọn hắn những cái này làm việc người công lao nhưng đối với quốc gia mà nói để tất cả quốc dân ăn uống no đủ mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất a à không cũng không thể nói là mục đích cuối cùng nhất hẳn là trong đó một cái mục đích chỉ sợ đến cuối cùng bọn hắn sẽ hy vọng tất cả quốc dân không chỉ ăn uống no đủ còn có thể ăn ngon uống ngon ăn đến có dinh dưỡng lại khỏe mạnh thậm chí còn có thể tùy ý dựa theo sở thích của mình chọn lựa nguyên liệu nấu ăn vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh nạn đói niên đại bên trong chết đói người sự tình, dưới loại tình huống này, coi như các ngư dân thời gian cũng là càng ngày càng tốt, nhưng quốc gia khẳng định sẽ khống chế lại đồ hải sản giá cả, đặc biệt dễ dàng, sau khống chế lương thực sản lượng cũng dễ dàng, dù sao lương thực so ra mà nói vẫn tương đối tốt bảo tồn, đương nhiên hao tổn khẳng định là khó tránh khỏi, cái kia cũng so đồ hải sản tốt. Dù sao liền tình huống trước mắt đến nói, đồ hải sản duy nhất bảo tồn phương pháp chính là ước gia vị lại không có loại thứ hai biện pháp về phần ướp lạnh đông lạnh nhà ai có lớn như vậy tủ lạnh liền xem như kiểu mới thuyền đánh cá tốt là tự mang đông lạnh khoang tàu nhưng kia thì có ích lợi gì đông lạnh khoang tàu lại lớn khi không phải cũng chỉ có một thuyền cá sao ngươi còn có thể vì nâng lên cái này một thuyền cá giá cả không đi bắt cá rồi rõ ràng là không thể nào có điều có mấy lời nói là cho muốn nghe người nghe càng nhiều người là biết rõ thời đại tại tiến bộ, bọn hắn cũng không nguyện ý đi theo thời đại đi, luôn cảm thấy coi như dựa theo biện pháp cũ đến, là không thể nào phát tài, nhưng quốc gia cũng không thể để bọn hắn chết đói a, à, kia xác thực không thể, chỉ như vậy, rất nhiều người lục tục ngo ngoe rời khỏi nơi này, không chỉ như thế, còn có một số người tại trước khi đi rất là cổ động những người khác, nói gần nói xa đều là đang khuyên bọn hắn không cần thiết như vậy dày vò đời đời kiếp kiếp nhóm đều là như thế tới, lại nói bọn hắn đã gặp phải tốt thời đại, liền dùng ăn dầu thuyền không được sao, cái gì tự động tung lưới tự động thu lưới, lớn không được tiếp lấy dùng nhân công A. À. Làm nghề này, ai còn không có một nhóm người kỹ lực đâu, thật đúng là đừng nói, chính là có một đợt người bị cổ động, may mắn, Lưu Tú Hồng bọn hắn cũng không có thay đổi chủ ý, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, những cái kia lập trường đung đưa không ngừng, sớm trước kia liền bị hàng viễn chinh hù dọa chạy lưu tú hồng về sau cùng với nàng nhị tỷ thảo luận ngươi nói những người khác chỗ ngồi có phải là không có đem lời nói rõ a à? nếu là giống chúng ta đại đội trưởng như thế mới mở miệng liền đem người dọa gần chết ai còn dám tới đây chứ đến cái kia không phải không thèm đếm xỉa cũng muốn học xong học tốt ta cảm thấy ngươi nói đúng ngươi suy nghĩ một chút có phải là nhiều người cơ hội liền nhiều làm không tốt cái khác chỗ ngồi chính là chọn xuất chúng nhất những người kia đến chỉ là không nghĩ tới đi khí lực lớn kinh nghiệm đủ lại chịu khổ nhọc lại duy chỉ có chịu không qua cửa ải này nghiêm chỉnh mà nói đều đi đến một bước này không thể nào là đơn thuần đến tìm vận may càng nhiều nguyên bản là trải qua nhiều năm lão ngư dân nhưng tình huống lần này thật cùng dĩ vãng lần nào đều không giống sớm nhất ăn dầu thuyền đánh cá kia vẻn vẹn thay đổi phát động thuyền phương thức cụ thể tung lưới đánh bắt vẫn là không có chênh lệch, lại nói cái này chịu khổ nhọc, kỳ thật cũng phải xem tình huống cụ thể, những người kia không nhất định là ăn không được trên sinh hoạt khổ, chỉ là hơn phân nửa đọc sách quá ít, đầu óc sớm đã sơ cứng rơi, buộc bọn hắn học tập chưa hề đọc lướt qua qua mới lĩnh vực, đúng là có chút khó khăn bọn hắn, đừng nói những người kia, liền lưu tú hồng đại tỷ phu chu đại quân, đều hơi kém đánh trống lui quân chu đại quân bí mật cùng hàng viễn chinh hai huynh để nói chuyện phiếm chỉ nói niên đại này phát triển được quá nhanh quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản là theo không kịp tính được cũng chính là ngắn ngủi mười mấy năm công phu a à. nhìn xem chúng ta nơi này thuyền lần lượt đổi mới trước kia một chiếc thuyền giảng cứu chính là kế hoạch trăm năm tạo một chiếc mới thuyền là có thế từ đời ông nội một mực dùng đến đời cháu nhi xây xây sửa sửa còn có thế tiếp lấy hướng xuống dùng nhưng còn bây giờ thì sao đừng nói trăm năm liền mười năm đều không có chu đại quân kỳ thật không có hàng viễn chinh thông minh như vậy hắn là đối hàng viễn chinh đặc biệt tín nhiệm mới nguyện ý đi theo hắn làm một trận nhưng thật muốn lời hắn nói căn bản cũng không cần phải làm như vậy a à. thật nhất định phải như thế chịu khó đổi thiết bị đổi thuyền đánh cá sao thế nào không đều là làm gì hàng viễn chinh biết hắn là cái gì tính tình người cũng không nghĩ tới muốn thuyết phục hắn, chỉ thở dài một hơi, nói, ta chỉ biết, cha ta còn tại thời điểm ta cùng Viễn Dương cái gì đều không cần sầu, đi theo phía sau hắn vùi đầu làm việc chính là, chờ hắn không có, ta coi như lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, vậy cũng phải kiên trì chống lên cái nhà này. Ta tuyệt đối không thể đổ xuống tới, không phải mẹ ta, em ta làm sao bây giờ? Vừa mới bắt đầu, Chu Đại Quân không quá lý giải hắn lời này, lại nghe hắn lại tiếp tục nói đi xuống kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm cấp trên muốn làm gì nhưng ta biết ta hiện tại nhiều làm một chút mẹ ta liền có thể được sống cuộc sống tốt em ta về sau cũng có thế nhẹ nhõm một điểm nếu ta tương lai cưới nàng dâu sinh hoa nhi tận khả năng nhiều tích lũy ít tiền cuộc sống của bọn hắn tóm lại có thế khoan khoái một chút Chu Đại Quân sắc mặt chìm xuống hắn nghĩ tới hắn thê muội một nhà Lưu Tú Hồng cùng hai nhi tử bây giờ trôi qua như thế nào, hắn là lại quá là rõ ràng. Ngẫm lại trước kia, Hứa Quốc Cường còn tại thời điểm, Lưu Tú Hồng một chút cũng không cần mạnh, nàng chính là cái phổ thông đến không đáng chú ý làng chài phụ nữ. Thậm chí bởi vì Hứa Quốc Cường rất tài giỏi, trong nhà hài tử lại nhỏ, Lưu Tú Hồng cũng không đi ra bộ lưới đánh cá kiếm công điểm, nàng muốn làm vẻn vẹn ở trong nhà làm việc nhà mang hài tử. Đương nhiên không phải nói làm việc nhà mang hài tử liền không khổ cực chỉ là người bình thường quan còn sống sẽ rất khó làm gì lại dễ dàng đâu dù sao so sánh hiện tại ngay lúc đó lưu tú hồng sống được vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng hứa quốc cường vừa đi chu đại quân nguyên bản thoáng có chút dao động tâm lại lần nữa kiên định xuống dưới hắn không sợ chịu khổ không quan tâm là thể lực bên trên vất vả vẫn là trí nhớ bên trên chỉ cần vừa nghĩ tới hắn không cần khổ sớm muộn muốn đến phiên vợ con của hắn chịu khổ hắn liền hoàn toàn chịu không được chiếu hàng viễn chinh lúc trước hứa hẹn chỉ cần hắn cầm xuống chiếc thuyền này coi như mình không làm cho người khác làm cũng là một phần thu nhập hắn cùng hàng viễn chinh còn khác biệt hắn có nhi tử hắn cũng muốn cho nhi tử kiếm một phần gia sản huấn luyện thời gian không thể phủ nhận là gian khổ nhiều hơn nửa nửa người trình độ thật quá thấp thậm chí có một số người đều đã bốn mươi mấy hơn bốn mươi tuổi thả ở trong thành thì còn tính là trẻ tuổi nhưng ở bắt cá ngành nghề này bên trong cũng đã là thuộc về người già bọn hắn không có trẻ tuổi thể lực của con người tuy có kinh nghiệm nhưng loại vật này không nhất định có thế ăn cả một đời lại cứ trên có già dưới có trẻ dung không được bọn hắn không thành ý nhưng có thời điểm trên đời lại tràn ngập không công bằng cũng không phải là ngươi dụng công ngươi cố gắng liền nhất định có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên, trái lại đục nước béo cò, ngược lại là chắc chắn không thể thông qua. Rốt cục, huấn luyện đến hồi cuối, lần đầu lý luận cuộc thi bắt đầu. Lý luận cuộc thi là nhất bị những cái kia lão ngư dân phản cảm, một phương diện bọn hắn bản thân liền không có trải qua mấy năm học, một phương diện khác coi như đi học thì đã có sao. Rời đi trường học mấy chục năm sau, bình thường trừ lãnh lương lúc viết cái danh tự lại dùng không đến trường học lão sư giáo những kiến thức kia. Dần già, bọn hắn liền đem tri thức toàn bộ còn cho lão sư, dù là đột kích một tháng, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ, cái này cũng bình thường, dù sao một tháng này bên trong, bọn hắn cũng không phải trên ánh sáng lý luận khóa, so với lý luận khóa, cực kỳ quan trọng vẫn là thực tiễn cuộc thi, tự nhiên mà vậy. Bọn hắn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở như thế nào lái thuyền, như thế nào sử dụng radar tra tìm bầy cá hạ lạc, như thế nào tự động tung lưới tự động thu lưới, cùng như thế nào sử dụng đông lạnh khoang thuyền, điều tiết đông lạnh khoang thuyền nhiệt độ vân vân. Muốn học đồ vật rất rất nhiều, muốn chu đáo, gần như là chuyện không thể nào. May mắn, cấp trên cũng không có trông cậy vào bọn hắn thi tốt bao nhiêu, lý luận cuộc thi qua ải yêu cầu rất đơn giản, đạt tiêu chuẩn là được, cũng chính là mát điểm 100 điểm, kiểm tra cái 60 điểm là được bình thường tới đây, hơn phân nửa đều là có chút niên kỷ, tuyệt đại đa số người trong nhà đều là có nhi nữ, thậm chí nhi nữ sớm đã đến đi học niên kỷ. ngẫm lại trước kia, bọn nhỏ thi không khá, tí hắc khí nóng nảy hợp lý cha liền không nhịn được động thủ đánh hài tử, lúc ấy bọn hắn liền nghĩ, mắc điểm 100 điểm A, các ngươi mỗi ngày đi học, không lo ăn không lo uống, làm sao liền 60 điểm đều thi không đậu đâu, kết quả. Hiện tại đến phiên bọn hắn đến cuộc thi, ách, à, lúc này, bọn hắn mới biết được 60 điểm có bao nhiêu khó kiểm tra. Nhưng coi như lại khó, vậy cũng phải kiên trì kiểm tra xuống dưới. Chờ thi xong về sau, liền cảm giác đi, cả người đều lộ ra một cổ mùi khét lẹt, đều nướng cháy mà nói. Dù sao Chu Đại Quân là đặc biệt cảm khái, về sau ta cũng không tiếp tục mắng ta nhi tử, thi không khá không phải rất bình thường sao? Đây cũng quá khó đi nhưng Lưu Tú Hồng lại cầm ý kiến phản đối, tinh nghịch cái gì, không mắng cũng coi như, thành tích không tốt nên dạy huấn vẫn là phải giáo huấn. Chúng ta lúc này cứ như vậy khó kiểm tra, khi còn vẻn vẹn làm thuyền trưởng muốn khảo thí, nếu về sau chờ bọn hắn lớn lên, làm thuyền viên cũng phải cuộc thi đây. Chu đại quân giật nảy mình rùng mình một cái, hắn là muốn phản bác tới, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nó. Đừng nói, thật là có khả năng này trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ra hải bổ cá còn cần văn hóa tri thức dù là làm thuyền trưởng tốt chẳng lẽ không phải hẳn là kinh nghiệm phong phú lại có thế phục chúng sao muốn cái gì văn hóa tri thức nhưng hôm nay đâu đầu tiên là lý luận cuộc thi về sau còn có thực tiễn thao tác nghe nói chờ thông qua về sau sẽ còn cho phát một cái chứng minh mặt trên còn có con dấu đại ý là chứng minh bọn hắn thông qua cuộc thi khi có phải hay không về sau loại tình huống này liền biến thành trạng thái bình thường. Chu đại quân nhịn không được hỏi hàng viễn chinh, hắn cảm thấy người nơi này bên trong, vẫn là phải tính hàng viễn chinh thông minh nhất. Hàng viễn chinh lúc trước vẫn thật là không nghĩ tới cái này một gốc trạ, chẳng qua cẩn thận một suy nghĩ, cảm giác lưu tú hồng suy đoán vẫn là có khả năng. Trước kia không có không có nghĩa là về sau không có, đặt tại sớm trước kia, không phải còn không có ăn dầu thuyền sao. Hiện tại thế nào? dù sao ta cảm thấy lời này rất có đạo lý làm không tốt về sau làm chút nghi cái gì đều cần cuộc thi lời này rất đáng sợ có được hay không chu đại quân vốn là bị lưu tú hồng dọa cho phát sợ để Hàng viễn chinh nói một chút cũng không phải là thật muốn nghe ý kiến của hắn mà là muốn nghe một chút lời an ủi nhưng kết quả đây Hàng viễn chinh so lưu tú hồng còn dọa người tối thiểu lưu tú hồng chỉ nói là về sau có khả năng không chỉ thuyền trưởng muốn thảo hạch thuyền viên cũng phải. nhưng nếu là như vậy, chu đại quân còn có thể để cho con của hắn làm chút nhi khác. kết quả hàng viễn chinh nói về sau làm gì đều muốn cuộc thi, cái này rất đáng sợ. nhất là con của hắn chu hàng là cái từ đầu đến đuôi học cặn bã a. được thôi, lần này trở về ta liền đè ép hàng hàng thật tốt đọc sách, thằng ranh con nếu là không chịu đọc sách, ta liền đánh chết hắn. chu đại quân phát hung ác, nếu như nhất định chịu khổ vậy còn không như khi còn bé ăn nhiều một chút nghi khổ, làm gì đều so lớn lên về sau lại ăn khổ tới mạnh. Chuyện xưa đều nói, khi còn bé khổ không phải khổ, tự hồ là sợ Chu đại quân quyết tâm hạ phải còn chưa đủ kiên định, Hàng Viễn Chinh lại nói thêm một câu, lần này Chu đại quân mới thật sự là không tốt. Hắn nói, là muốn đi học cho giỏi, làm không tốt về sau sinh viên đều không hiếm có nữa nha. Chương 85 lưu tú hồng cứ như vậy nhìn xem nàng đại tỷ phu ngơ ngơ ngác ngác đi nếu không phải bọn hắn bây giờ trên đất bằng nàng còn tưởng rằng nàng đại tỷ phu dự định nhảy xuống biển nữa nha có điều sinh viên thật chẳng lẽ có một ngày sẽ không có thèm sao nói thật lưu tú hồng không phải đặc biệt tin tưởng lời này kỳ thật hàng viễn chinh cũng liền như thế thuận miệng nói hắn nghĩ là trước kia liền nhét đầy cái bao tử đều khó khăn ai sẽ có kia thời gian rỗi để hài tử đọc sách a Tốt nghiệp tiểu học đều tính điều kiện gia đình tốt, niệm đến sơ trung càng là hiếm có cực kỳ, cũng chính là mấy năm gần đây, bắt đầu có học sinh cấp 3, nhưng liền bọn hắn cái này một mảnh đến nói, một người sinh viên đại học đều không có đi ra, nhưng thời đại đang biến hóa a, à, ai có thể dự đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Trước kia tốt nghiệp trung học chính là người trí thức, hiện tại tốt nghiệp trung học cũng liền chuyện như vậy, đương nhiên, sinh viên vẫn là rất hiếm có rất hiếm có nói là thiên chi kiêu tử cũng không đủ, nhưng nếu là 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu, làm tất cả mọi người không còn vì ăn uống no đủ sầu muộn thời điểm, làm mọi người trong tay đều có thừa tiền thời điểm, làm mọi người càng ngày càng ao ước trong thành có văn hóa người thể diện lúc, khi đó, có điều kiện kia người ta khẳng định sẽ đem hài tử giáo dục vấn đề đề lên, nhất là hiện tại rất nhiều nơi đều đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình chính sách, từng nhà như đều chỉ có một đứa bé khi còn có cái gì dễ nói, đập nồi bán sắt cũng phải vì cái này duy nhất một cái cục cưng quý giá suy xét a, à. lên tiểu học càng nhiều người, bên trên sơ trung người mới sẽ đi theo nhiều, ngay sau đó lên cấp 3 nhân số cũng sẽ gia tăng, một khi phần lớn người đều có thể lên cao trung về sau, không quan tâm thấy thế nào thì lên đại học xác suất cũng sẽ tăng thêm, về phần đại học không đủ, hàng Viễn Chinh đem mình ý nghĩ nói cho Lưu Tú Hồng, Lưu Tú Hồng lúc đầu sững sờ, lập tức lại nhịn gật đầu không ngừng phụ họa, ngược lại là đứng tại Lưu Tú Hồng bên người nhị tỷ rất là không hiểu, khi cứ như vậy, trường học có thể hay không không đủ dùng rồi. Nếu quả thật có nhiều người như vậy lên cấp 3, nơi nào đến nhiều như vậy đại học để bọn hắn niệm đâu, có thể đóng A, lần này, lại là hàng viễn chinh cùng Lưu Tú Hồng trăm miệng một lời nói, A, giống như cũng đúng nha. Lưu Anh Hồng không có cảm thấy được dị dạng, nàng chỉ là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, trước kia chúng ta kia một vùng đừng nói cao trung, liền cái ra dáng sơ trung đều không có. Về sau còn không phải đóng trường học, đã sơ trung cao trung đều có thể đóng, đại học hẳn là cũng có thể chứ. Lưu Tú Hồng rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc, cười gật đầu nói, liền như thế hiếm có tự động thuyền đánh cá đều có thể tạo ra đến, trường học lại đáng là gì đâu, không phải liền là phòng ở sao. Thợ hồ nơi nào đều có mấy người lại nói chuyện một hồi đến cùng vẫn là nhớ ngày kế tiếp thực tiễn kiểm tra rất nhanh liền tán đi thật sớm ngủ lại thực tiễn kiểm tra cũng không phải là cùng một chỗ kiểm tra dù sao kiểm tra chính là đối thuyền năng lực khống chế toàn trộn lẫn lên kia phải đợi tới khi nào đi dù là tách ra kiểm tra cái kia cũng không giống hôm qua vóc kiểm tra lý luận lúc như vậy gần nửa ngày liền kết thúc trên thực tế toàn bộ thực tiễn kiểm tra hoa không sai biệt lắm một tuần thời gian muốn thi nội dung tương đương nhiều, điều khiển thuyền chỉ là cực kỳ cơ sở một hạng, cái này một hạng bên trên tuyệt không xoát hạ bất luận cái gì người. Sau đó, chính là cùng trên bờ kêu gọi trò chuyện hệ thống, hệ thống ra đa chờ một chút, tất cả đều muốn khảo thí. Đương nhiên, nếu là thuyền đánh cá, thao tác tung lưới thu lưới, cùng với các phương diện nhỏ bé thao tác, đều là tất kiểm tra hạng mục. Bởi vì là lần đầu tiến hành khảo hạch như vậy, mặc kệ là học viên vẫn là giám khảo đều vẫn là từ tìm kiếm. Bọn hắn cũng không nói một hạng không thông qua liền trực tiếp xoát người, mà là đem tất cả kiểm tra hạng một chia nhỏ thành chung 12 cái nhỏ hạng, dù là trong đó mấy cái không có qua ải, cũng không trở ngại tiếp tục kiểm tra. Trừ cái đó ra, thi lại cũng là thu xếp, đương nhiên cái này liền phải đợi đến toàn bộ kiểm tra kết thúc về sau, lại tiến hành thi lại. Cuối cùng, một tuần sau kiểm tra kết thúc, vì không ảnh hưởng kiểm tra trong lúc đó tâm tình, không quan tâm là kiểm tra cái gì, cũng sẽ không trực tiếp nói cho phải chăng thông qua, chỉ trừ điều khiển thuyền cái này một hạng, bởi vì là thuộc về cơ sở bên trong cơ sở, nếu là liền thuyền cũng sẽ không mở, sớm làm về nhà ôm hài tử đi thôi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì không ai bị soát xuống tới, giám khảo mới có thể công bố thành tích, chờ triệt để thi xong về sau, lý luận cuộc thi thành tích cũng ra tới, xác thực nói, là ra cái danh sách lớn bởi vì lý luận cuộc thi cùng thực tiễn vẫn là có rất lớn khác biệt, đáp đúng chính là đáp đúng, sai chính là sai, cũng không có chủ quan đề mục, cũng bởi vậy, các lão sư trực tiếp phê quyển sau tính toán điểm số, lại dựa theo điểm số cho tất cả mọi người sắp xếp thứ tự, tất cả mọi người danh tự đều đặt ở một tấm danh sách lớn bên trên, chẳng qua ở giữa họa một đầu đen xì đòn khiên, đi lên chính là đạt tiêu chuẩn, hướng xuống chính là không có đạt tiêu chuẩn. Lưu Tú Hồng thứ liếc mắt liền thấy mình, nàng rất thần kỳ kiểm tra thứ nhất tên thứ hai là nàng nhị tỷ liền không nói người khác các nàng tỷ hai đều kinh ngạc đến ngay người phải biết lưu tú hồng cho dù là thời học sinh thành tích cũng không tệ lắm cái kia cũng vẻn vẹn không sai mà thôi cùng ưu tú còn kém rất lớn một khoảng cách đâu về phần thứ nhất nàng đây là lần thứ nhất cầm tới nàng nhị tỷ càng không được a à, trước kia lúc đi học bởi vì không thế nào dụng tâm thành tích bên trong không lưu đâu đương nhiên đây cũng là bởi vì lưu gia phụ mẫu bản thân cũng không quá để ý chúng nữ nhi thành tích học tập, tại bọn hắn một đời kia người xem ra, chúng nữ nhi vẫn là muốn gả thật tốt, đọc không đọc không quan trọng. Kết quả, hai nàng cứ như vậy sáng tạo kỳ tích, hàng gia hai anh em cũng thông qua, thứ tự cũng rất không tệ, ở vào mười tên trái phải. Chu đại quân cùng hắn tổng tác liền không có vận khí tốt như vậy, xác thực nói, Chu đại quân rất là nguy hiểm kẹt tại tuyến hợp lệ bên trên hai vị, cũng chính là thông qua trong đám người thứ hai đếm ngược, hắn cộng tác thì tại phía sau hắn phía sau đằng sau, dù sao chính là không có thông qua, thất bại nha. Lần này hàng viễn chinh mang bốn đội cộng tác, cũng chính là tám người tới tham gia huấn luyện kiểm tra, kết quả thông qua năm cái, trừ huynh đệ tỷ muội tổ hợp bên ngoài, cũng chính là Chu đại quân rất mạo hiểm sát tuyến mà qua, cái khác ba vị mặc dù thứ tự cao thấp không đồng nhất nhưng kết quả là giống nhau đều không có quá chu đại quân cộng tác cũng là huynh đệ của hắn thấy thế sách khóc ra tới ca a ca ta không có quá làm sao đây nếu là ta cái khác đều quá liền cuộc thi không có quá làm sao xử lý a hiển nhiên vấn đề này tất cả mọi người trả lời không được vẫn là hàng viễn chinh tương đối trấn định khẳng định sẽ có biện pháp không phải nhiều như vậy người đều không có quá chẳng lẽ đều quét xuống. Thuyết pháp này thành cây cỏ cứu mạng, không có qua mấy vị nhau nhau lẫn nhau an ủi lên, ngóng trong lý luận kiểm tra cũng cùng thực tiễn kiểm tra đồng dạng, có thi lại cơ hội, có là khẳng định có, liền xem như đặt tại hậu thế kiểm tra thuyền viên chứng, cái kia cũng có thi lại, coi như thi lại còn quá không được, đây không phải còn có thế tiếp tục thi lại sao. Biện pháp luôn luôn có, chính là quá trình khó tránh khỏi sẽ tràn ngập long đông. Lý luận khảo hạch thành tích sau khi ra ngoài, thực tiễn khảo hạch thành tích trước mấy hạng cũng đi theo ra tới. Kỳ thật, thực tiễn kiểm tra là tại chỗ chấm điểm, lẽ ra hiện trường báo thành tích cũng không có vấn đề gì, nhưng có cái xếp hạng cùng thống kê sự tình muốn làm, dù sao cấp trên vẫn chờ bọn hắn tập hợp đâu. Rất nhanh, phía trước mấy hạng trước hết công bố, Lưu Tú Hồng đặc biệt khẩn trương, khẩn trương đến nhận việc một chút không có đưa nàng nhị tỷ cánh tay bóp ra tím xanh tới vạn hạnh chính là phía trước mấy hạng cũng còn xem như tương đối dễ dàng lại nói thao tác thuyền bản thân mà nói chính là khảo nghiệm một cái trí nhớ hoặc là nói năng lực phân tích dù là thực sự không được cũng có thể chấp nhận cái mạnh lưng mạnh nhớ bởi vậy phía trước mấy hạng lưu gia tỉ muội đều quá anh em nhà họ hàng cũng là như thế mặt khác hai đội bốn người tại một hồi lâu mắt gà chọi một loại xem xét danh tự về sau cuối cùng vẫn là đều tại tuyến hợp lệ bên trên nhìn thấy tên của mình Chu đại quân còn là rất không tệ, thực tiễn khảo hạch thứ tự đều không có ngã ra quá 10 hạng đầu, ba người khác liền có chút bi thảm, trên cơ bản đều ở cạnh phía sau, nhưng là đạt tiêu chuẩn A, 60 điểm vạn tuế, sau đó, liền nhìn cuối cùng mấy cái kia nhỏ hạng. Bọn hắn hơi kém ngủ không ngon giấc, cũng may hôm sau trời vừa sáng, sau cùng mấy cái kia hạng mục thành tích cũng ra tới, đồng thời ra tới, còn có thi lại thời gian cùng phương thức, cũng không ai thuận lợi thông qua toàn bộ kiểm tra. Đối với Lưu Tú Hồng đến nói, nói không thất vọng là giả, nhưng nàng nhìn thấy liền hàng viễn chinh đều có một hạng không có thông qua, nàng đại tỷ phu cùng mình đồng dạng, đều là hai cái hạng một không có thông qua, liền cảm giác hoàn thành đi. Bởi vì thi lại ngay tại đằng sau một ngày, Lưu Tú Hồng lại tra mình điểm số, sâu coi là thi lại một lần, thông qua xác suất vẫn còn rất cao, nàng lại trấn định lại, cho mình phình lên sức lực, lại đi an ủi nàng nhị tỷ nàng nhị tỷ có ba loại không có kiểm tra quá một loại trong đó điểm số còn kém phải rất xa bởi vậy thật là có chút khổ sở bởi vì lão sư nói rất minh bạch thi lại cơ hội chỉ có một lần nếu là lại không có thế thông qua liền phải một lần nữa huấn luyện lại lần nữa cuộc thi đương nhiên một lần nữa huấn luyện trọng điểm là không có qua kia mấy hạng đã qua có thể giữ lại thành tích dạng này cũng rất không tệ dù sao nếu là thi đại học một khi lựa chọn học lại vậy liền là chân chính bắt đầu lại từ đầu đã không thể đơn tuyển mấy môn thi rất thi lại thậm chí càng đợi thêm thời gian một năm có điều lưu tú hồng cũng minh bạch bọn hắn cùng những cái kia thi đại học sinh cuối cùng là khác biệt căn bản liền không thể so tốt nhị tỷ không có chuyện tình huống như vậy đã phi thường tốt lúc đầu chúng ta cũng không nghĩ tới muốn một lần tính thông qua lại nói ngươi nhìn liền đại đội trưởng đều không có quá. Lưu Tú Hồng câu nói sau cùng kia, ngược lại là thật an ủi đến nàng nhị tỷ. đúng vậy a, à, liền hàng viễn chinh đều không có quá, đương nhiên hàng viễn chinh thành tích muốn xa xa tốt qua tại lưu gia tỷ muội. nói trắng ra, hai nàng vẻn vẹn có lý luận kiểm tra bên trong cầm thứ nhất cùng thứ hai, lại phía sau thực tiễn kiểm tra bên trong, là thành công thông qua, nhưng thứ tự cũng không tốt, tại lưu Tú Hồng an ủi dưới, nàng nhị tỷ rất nhanh liền khôi phục tinh khí thần, còn có tinh lực đi quan hệ người khác. hàng viễn dương tiểu tử kia đâu, hắn mấy môn không có qua đây. vấn đề này liền hỏi được đặc biệt tốt. lưu tú hồng không quan tâm a, à, lập tức để nàng ghi nhớ nhiều như vậy, hiển nhiên không có khả năng. nàng nhìn thành tích của mình, cũng nhớ nàng nhị tỷ thành tích, còn có chính là nàng đại tỷ phu cùng hàng viễn chinh. về phần hàng viễn dương, kỳ thật nhớ hay không cũng không đáng kể bởi vì các nàng rất nhanh liền biết được kết quả cuối cùng. Từ hàng viễn chinh tiếng mắng bên trong biết, hàng viễn chinh đem hắn đệ đệ mắng cái cẩu huyết lâm đầu, lúc đầu có nhiều tinh thần một cái xoái tiểu hỏa nhi a, sinh sinh bị mắng cúi đầu công lưng, chỉ kém không có co lại thành một đoàn rung lẫy bẩy Mấu chốt đi, hàng viễn dương cũng không dám cãi lại, cứ như vậy thành thành thật thật bị mắng, lại không có trong ngày thường nói nhiều đặc chất. Lưu gia tỉ muội theo tiếng đi qua thời điểm, nhìn thấy chính là như thế thê lương bi thảm một màn. Cũng may, hàng viễn chinh nhìn thấy hai tỷ muội tới, đến cùng vẫn là cho hắn đệ đệ lưu lại như vậy một tia mặt mũi, cố gắng khôi phục tâm tình về sau, hắn hỏi, hai ngươi thế nào? Chu đại quân có hai môn không có quá, chẳng qua thành tích vẫn được, thi lại có lẽ còn là có thế thông qua, ta cũng có hai môn không có quá, thành tích so tỷ phu của ta hơi kém một chút, cố gắng một chút thử một chút xem sao có thể có thế qua, thực sự nếu là không được, ta lại huấn luyện một chút, đằng trước nhiều môn như vậy đều thông qua, không có đạo lý đưa tại cuối cùng này hai môn bên trên. Lưu Tú Hồng đã khôi phục tự tin, không chỉ là nàng, nàng nhị tỷ cũng thế, hàng viễn chinh nao nao, sau đó lập tức cho nàng cổ vũ, còn để nàng chớ cho mình áp lực lớn như vậy. Ngay sau đó, không đợi hàng viễn chinh mở miệng hỏi thăm, Lưu Anh Hồng chủ động mở miệng, còn chỉ chỉ hàng viễn dương, ta giống như hắn đâu, như thế lời ít mà ý nhiều, thành đè chết lạc đà. A à không, là đè chết hàng viễn dương cuối cùng một cọng rơm, vốn còn nghĩ cho xuẩn đệ đệ chừa chút nhi mặt mũi hàng viễn chinh, triệt để nổi giận, cũng mặc kệ có người hay không nhìn xem, lại một lần nữa mắng lên không nói, còn uy hiếp hắn nếu là thi lại không có kiểm tra quá, đem hắn ném đến trong biển, hàng viễn dương nháy mắt khóc thành chó. Chương 86, người khác kiểm tra có điều, hắn ca là cho cho cổ vũ cùng an ủi, còn cứ để như vậy có áp lực, nhưng hắn kiểm tra không lỗi thời, liền biến thành uy hiếp, còn nói muốn đem hắn ném đến trong biển, nhân sinh quá khổ bức, mấu chốt là, hàng viễn dương còn không có cách nào trách hắn ca, bởi vì hắn cùng Lưu Anh Hồng đồng dạng, đều là ba môn không có quá. Đương nhiên, hàng viễn dương thành tích muốn so Lưu Anh Hồng tốt một chút, đáng tiếc là... Coi như về sau hàng viễn dương biết được tình huống cụ thể, hắn cũng không có can đảm cùng hắn ca giải thích, không biện giải tối đa cũng chính là uy hiếp đem hắn ném xuống biển đi. Vạn nhất hắn giải thích, đem hắn ca chọc giận về sau, làm không tốt sẽ trước bị đánh lại ném đến trong biển. Hắn thật thê thảm a, à. thảm hại hơn chính là ngày kế tiếp chính là thi lại. Nói thật, một môn chẳng qua hoặc là chênh lệch không phải lớn như vậy, lần thứ hai tỷ lệ thông qua đúng là rất cao, nhất là thực tiễn kiểm tra cùng lý luận kiểm tra có cái tương đối lớn khác nhau, đó chính là thực tiễn kiểm tra nội dung, mỗi lần đều là giống nhau như đúc, đồng dạng nội dung cuộc thi kiểm tra hai lần, đồ đần đều có thể tiến bộ một chút. Liền sợ chỉ có tiến bước một chút xíu vẫn là không đủ trình độ tuyến hợp lệ, hàng viễn chinh cũng là không cần sầu muộn, hắn thật chính là chỉ kém như vậy một điểm nhỏ, rất nhanh. Hắn liền trở thành cái này một nhóm học viên bên trong cái thứ nhất chân chính thông qua người nhưng mà, hắn toàn bộ hành trình mặt đen lên, phản phất muốn ánh mắt giết chết hắn đệ. Hàng viễn dương cảm thấy đi, nếu như hắn không cùng hắn ca tại trên một con thuyền, có lẽ kiểm tra thông qua xác suất sẽ lớn hơn một chút, quá dọa người, thi lại học viên quá nhiều, một ngày căn bản kiểm tra không hết, thẳng đến lại sau một ngày, mới có mấy người khác lần lượt thông qua kiểm tra, trong đó liền bao quát Chu đại quân cùng Lưu Tú Hồng, nhưng mà cũng không bao quát hàng viễn dương hàng viễn dương thi lại lại lần nữa thất bại, cũng may hắn bất kể nói thế nào vẫn là thông qua trong đó hai hạng, liền trước mắt mà nói, chỉ cần lại huấn luyện một đoạn thời gian, gần như có thể nói là ván đã đóng thuyền có thế thông qua, nhưng mà, chờ hàng viễn chinh sau một bước biết được khác trên một con thuyền lưu tú hồng thông qua, chu đại quân thông qua. Chu đại quân thằng ngốc kia cộng tác thực tiễn kiểm tra cũng toàn bộ thông qua, chỉ còn lại đen đuổi lý luận kiểm tra lúc, hắn cái ánh mắt kia a, trực tiếp đem hàng viễn dương dọa nằm sấp. Ca ta sai, ca ta thật biết sai, ca ngươi đừng đem ta ném đến trong biển, ta nhất định thật tốt huấn luyện, một lần nữa làm người. Lưu Tú Hồng bọn người, đã cảm thấy đi, hàng đại nương thật xin lỗi cái này tiểu nhi tử, không phải chủ quan bất công, mà là không có đem tốt đầu óc cho hắn. Hàng viễn chinh không thèm để ý cái này ngu xuẩn, chạy tới hỏi tình huống về sau, lại trở về nói cho cùng đi những người này, ta hỏi qua, về sau còn có cái ra biển cuộc thi cái kia cũng không tồn tại tỷ lệ thông qua chính là để chúng ta thực tế ra biển chân thực tung lưới bắt cá một lần xem như thử một lần năng lực trong lúc đó lão sư sẽ không giúp chúng ta nếu như có cộng tác đều kiểm tra qua có thể cùng một chỗ không có cộng tác sẽ lâm thời thu xếp bởi vì không tồn tại tỷ lệ thông qua vậy liền không quan trọng nhưng tùy tiện thu xếp cộng tác loại chuyện này vẫn là rất đáng ghét không đợi những người khác mở miệng, hàng viễn chinh lại nói, cộng tác có thể là hai người, cũng có thể là ba người một tổ, cái này tùy ý. vừa vặn, chúng ta chỗ này lý luận cùng thực tiễn đều thông qua có ba người, không bằng dứt khoát tạo thành một cái tổ. các ngươi nghĩ như thế nào? lưu tú hồng khẳng định nguyện ý a, à, nàng lúc này liền nhẹ gật đầu, lại để mắt đi xem nàng đại tỷ phu, bởi vì chỉ là lâm thời cộng tác, chu đại quân cũng theo sát lấy gật đầu đã không tính khảo hạch lời nói vậy vẫn là quen thuộc người cộng tác tương đối tốt ai ngờ hàng viễn chinh lắc đầu ta vừa rồi nói đúng lắm không tồn tại tỷ lệ thông qua không phải nói không kiểm tra thật nếu là không khảo hạch lời nói bọn hắn làm cái này làm gì có ý tứ gì lưu tú hồng cùng chu đại quân đều không có minh bạch hắn ý tứ liền những người khác cũng nhìn về phía hàng viễn chinh dù sao coi như lần này không có thông qua đây không phải còn có lần nữa sao Hàng Viễn Chinh nghiêm mặt nói, các ngươi quên sao? Trước kia cũng đã nói, lần này huấn luyện kiểm tra quan hệ đến đội chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu chiếc mới thuyền đánh cá. Trước kia ta là cảm thấy, một đôi cộng tác có thể phân đến một chiếc thuyền, bây giờ suy nghĩ một chút không đúng lắm, nếu như là thật dựa theo tính như vậy, bọn hắn liền không nên cho chúng ta kiểm tra giống nhau như đúc nội dung. Nếu là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng kiểm tra, không có đạo lý nội dung cuộc thi giống nhau như đúc, thông qua yêu cầu cũng là giống nhau như đúc nói khó nghe chút nếu thật là hai người đều quá mới thuyền cũng phát cho bọn hắn vậy kế tiếp nghe ai ta là cảm thấy kiểm tra sau khi hoàn thành ra hải bổ cá hẳn là cuối cùng xác định phân cho chúng ta mấy chiếc mới thuyền cho nên ta mới hy vọng chúng ta ba tại cùng một chỗ nếu như cùng cái khác đội liên thủ về sau không tốt phân chu đại quân vẫn không hiểu vậy làm sao so so cái gì xem ai lái thuyền mở tốt nhất nhanh nhất cái đồ chơi này thế nào so bọn hắn cho tới bây giờ liền không thể so tốc độ núp ở một bên từ đầu đến cuối không dám lên tiếng hàng viễn dương rốt cục nhịn không được hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chu đại quân một chút bức bức nói chúng ta là ngư dân vẫn còn so sánh ai mở nhanh đâu đương nhiên là so với ai khác bắt cá nhiều a à? ngươi có phải hay không ngốc a à, Chu đại quân tính tính tốt, sẽ không theo hàng viễn dương chấp nhặt, nhưng hàng viễn chinh hiển nhiên liền không dễ tính như thế, một bàn tay đập vào hắn để cái ót, trực tiếp đem người đập đến một tiếng hét thảm về sau, lập tức ngậm miệng. Lưu Anh Hồng rất là đồng tình nhìn hàng viễn dương một chút, đồng tình hắn thế mà ngốc như vậy, tình huống cụ thể chờ ra biển về sau, khẳng định sẽ nói. Ta vẫn là ý tứ kia, chúng ta ba cùng một chỗ hợp tác, nếu thật là cầm tới thuyền, lợi ích chia đều. Hàng Viễn Chinh nghiêm mặt nói, Chu Đại Quân rất nhanh liền gật đầu, tâm hắn biết mình khắp nơi không bằng Hàng Viễn Chinh, cùng Hàng Viễn Chinh hợp tác hoàn toàn là hắn chiếm tiện nghi, còn lại là lợi ích chia đều. Về phần Lưu Tú Hồng, hắn đương nhiên cảm thấy không bằng mình, nhưng kia là mình cô em vợ, lại không có nam nhân. Hắn không giúp một cái quay đầu làm không tốt bị hắn bà nương đạp đến nhà chính đi ngủ. Đương nhiên, kéo nhổ một cái cùng lâu dài giúp đỡ là hai chuyện khác nhau nói trắng ra chu đại quân vẫn là cho rằng lưu tú hồng sẽ không mọc lâu dài lâu ra hải bổ cá nàng hẳn là sẽ khi lấy được thuyền về sau chuyển tay cho người khác nếu không nữa thì hắn cảm thấy đi cũng có thể để lưu tú hồng làm lão sư a nghĩ tới đây hắn trực tiếp liền nói chờ quay đầu chúng ta không phải muốn dạy những người kia làm sao làm mới thuyền sao để hàng hàng nàng tiểu di giáo a nàng có nhiều kiên nhẫn đâu, thi cũng rất tốt, giáo người khác tuyệt đối không có vấn đề. Hàng viễn chinh cảm thấy khẽ động, chẳng qua hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn về phía Lưu Tú Hồng. Lưu Tú Hồng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là càng hy vọng ra hải bổ cá, chẳng qua nàng cũng minh bạch đại tỷ phu đây là hảo ý, lập tức nhân tiện nói, cũng có thể dạng này. Chẳng qua bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tận khả năng lấy được thứ tự tốt, sự tình khác chúng ta có thể đi trở về về sau chậm rãi thương lượng, đúng không? Lời này đạt được mọi người tán đồng, rất nhanh đám người liền tản mát, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút, đối mặt tiếp xuống khó khăn. Đương nhiên, trời đi trước, hàng viễn chinh vẫn là tìm một cơ hội đánh hắn để dừng lại, không có hạ người chết, nhưng cũng làm cho hàng viễn dương ăn giáo huấn. Yểu xìu đầu yểu xìu não biểu thị coi như không có đại ca nhìn xem, hắn cũng sẽ nghiêm túc tham gia huấn luyện, cố gắng kiểm tra ra tới liền rất quỷ khuất nhưng không có cách nào không lâu sau đó thông qua khảo hạch đám người kia lại lần nữa leo lên mới thuyền lại là dựa theo mỗi đội một chiếc thuyền tiêu chuẩn bên trên thuyền mặt khác trên thuyền vẫn xứng một vị lão sư kỳ thật nhóm đầu tiên bao quát đằng sau thi lại thông qua khảo hạch người số lượng cũng không tính là nhiều lại thêm cộng tác ít nhất là hai người một đội cũng có ba người một đội trên thực tế hết thảy ra biển cũng chỉ có bốn cái đội ngũ không nói đến người khác, chỉ nói Lưu Tú Hồng bên này, khẳng định vẫn là lấy hàng viễn chinh cầm đầu. Hàng viễn chinh tại sau khi lên thuyền liền phân phối nhiệm vụ, chính hắn đi phòng thuyền trưởng, tuy nói điều khiển thuyền tương đối sự tình khác mà nói tương đối đơn giản, nhưng đó là nhằm vào gió êm sóng lặng thời điểm, một khi xuất hiện tình huống như thế nào. Thuyền trưởng cầm lái năng lực đại biểu cho một thuyền người có thể hay không bình an trở về, Chu đại quân không có ý kiến gì, đều nói sau cùng lợi ích chia đều, hắn đương nhiên sẽ không góp ý kiến ai lái thuyền đều như thế dù sao bây giờ nhi thời tiết rất tốt hắn liền thuận thế muốn đi làm tung lưới thu lưới nhiệm vụ sau đó hàng viễn chinh liền mở miệng đem cái này nhiệm vụ giao cho lưu tú hồng chu đại quân liền mộng hắn không có cùng lưu tú hồng tranh chấp mà là chờ lưu tú hồng sau khi rời khỏi đây rất là mờ mịt nhìn về phía hàng viễn chinh vì cái gì không phải nói bây giờ nhi bắt cá lượng quan hệ đến đội chúng ta có thế phân đến mấy chiếc thuyền sao chúng ta là cộng tác cũng không thể liền hai chúng ta làm việc nàng chuyện gì đều không làm a à. yên tâm đi bây giờ nhi muốn ra biển cả ngày đâu chờ khi trở về trao đổi là được làm sao trao đổi dù là lợi ích chia đều tốt cũng không có nghĩa là chu đại quân vui lòng ăn bám chờ xuống đổi thành ngươi lái thuyền ta nghỉ ngơi đợi thêm một lát ngươi tiểu di tử nghỉ ngơi ta đi nàng đầu kia cuối cùng đổi lại dù sao chúng ta ba đều có nghỉ ngơi thời điểm cả ngày đâu chia tam đẳng phần là có bao nhiêu khó đâu chu đại quân ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này hắn nhân tiện nói vậy được a à, ta cuối cùng tung lưới thu lưới vậy ta trước nghỉ một lát hàng viễn chinh cười không nói trong lòng tự nhủ đại khái không tới phi ngươi đến làm chuyện đó cùng thuyền giám khảo toàn bộ hành trình không lên tiếng hắn nhận được mệnh lệnh là trừ phi những người này muốn đem thuyền làm chìm hoặc là ra khác trọng đặt đại sự cho nên, không phải hắn liền không nhúng tay vào. Dù là những người này đến một đầu cuối cùng cá cũng không có bắt được, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Chuyện phát sinh kế tiếp liền có chút ra ngoài ý định. Đương nhiên, hàng viễn chinh là rất bình tĩnh, hắn nguyên bản liền đoán được. Lúc đầu Lưu Tú Hồng liền đặc biệt có thể tìm tới bầy cá điểm tụ tập, lại thêm bây giờ lại có mới thuyền tự mang hệ thống radar, Lưu Tú Hồng tìm bầy cá gọi là một cái chắc hơn nữa còn có một điểm trước kia lưu tú hồng coi như tìm được bầy cá nàng là không có cách nào một người hoàn thành tung lưới làm việc còn cần những người khác phối hợp này vừa đến vừa đi tất nhiên sẽ hao phí thời gian nhưng hôm nay đâu chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cảm giác thật là quá tốt đẹp chờ hàng viễn chinh đem khoan điều khiển tặng cho chu đại quân về sau hắn nhìn như là chạy tới giúp đỡ tung lưới thu lưới trên thực tế hắn chính là nhàn rỗi dù sao chu đại quân cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì Lưu Tú Hồng lại không biết bọn hắn thương lượng cái gì, càng sẽ không báo cáo hắn, ngược lại là theo thuyền giám khảo, cái này người quá lười đi, nói thì nói như thế, giám khảo vẫn là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là yên lặng quan sát cùng ghi chép, dù sao thuyền rất bình ổn, một ít chuyện đều không có, rất nhanh hắn lại tản bộ đến địa phương khác đi, cho đến đến buổi chiều, hàng viễn chinh chủ động đi tìm theo thuyền giám khảo, nói cho hắn một cái thê thảm đau đớn sự thật thuyền đánh cá không phải đông lạnh khoang thuyền đã đổ đầy, phía dưới là không phải muốn mở ra đông lạnh khoang thuyền rồi. Chương 87, theo thuyền giám khảo một mặt ngươi đùa ta biểu lộ, cuối cùng, hắn còn để hàng viễn chinh lặp lại một lần lời nói mới rồi, xác định là hắn nghĩ ý tứ kia về sau, vẫn cảm thấy có độ tin cậy không quá cao, lại lại lần nữa tự mình chạy một chuyến, phát hiện hàng viễn chinh nói lời toàn bộ là thật. Không phải đông lạnh khoang thuyền khoang chứa cá tôm gần như đã có chính thành đầy về sau, hắn hờ hững đưa tay lau mặt một cái kiểu mới thuyền đánh cá lớn nhất đặc tính tại lưu tú hồng xem ra nên tự động tung lưới cùng thu lưới công năng kỳ thật cái kia cũng không gọi là tự động xác thực nói là máy móc tung lưới cùng thu lưới nhưng trên thực tế đây cũng không phải là kiểu mới thuyền đánh cá ưu điểm lớn nhất người ta ưu điểm lớn nhất là tự mang rất nhiều đông lạnh khoang thuyền bây giờ đầu năm nay tủ lạnh đã tiến vào thiên gia vạn hộ đương nhiên khẳng định vẫn là chỉ trong đại thành thị đầu, giống bọn hắn vùng này, trong huyện thành ngược lại là có, nhưng nông thôn địa đầu, tủ lạnh vẫn là xa xỉ phẩm, nhưng từ kỹ thuật bên trên mà nói, đông lạnh thiết bị sớm đã đột phá kỹ thuật nan quan, nói trắng ra, nếu không phải là bởi vì như vậy, cũng không tới phiên dân dụng thiết bị, lúc đầu rất nhiều kỹ thuật mới đều là trước ở trong phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu, sau đó ưu tiên cung cấp quốc gia cơ cấu cùng xí nghiệp quốc doanh lại phát triển đến thương dụng cuối cùng mới là chuyển thành ổn định giá dân dụng tiến vào thiên gia vạn hộ cũng chính vì vậy về sau thuyền đánh cá tự mang đông lạnh thiết bị sẽ trở thành trạng thái bình thường hóa nhưng tối thiểu ở thời điểm này tự mang đông lạnh khoang thuyền thuyền đánh cá vẫn là cực kỳ hiếm có dù sao trừ quốc gia chuyên dụng thu cá lớn thuyền hàng bên ngoài cho gần biển ngư dân sử dụng cỡ nhỏ thuyền là không có chức năng này cũng bởi vì không có cách nào bảo tồn đồ hải sản bắt cá lượng mới một mực không thể đi lên hiện tại vấn đề này ngược lại là giải quyết nhưng lại đụng tới mới phiền phức đó chính là bọn hắn lần này chỉ là thí nghiệm một chút những cái này ngư dân đối với kiểu mới thuyền đánh cá chạy đánh bắt năng lực tuyệt không chính thức mở ra đông lạnh khoang thuyền nghĩ cũng biết một khi mở ra toàn bộ phí tổn sẽ thẳng tắp lên cao lại nói coi như không đề cập tới phí tổn vấn đề xin hỏi cái nào trong vòng một ngày có thể đem không phải đông lạnh khoang thuyền cho hết đổ đầy rồi. Út, chính là trước mắt cái này, là còn không có hoàn toàn đổ đầy, nhưng đã chính thành đầy. Kỳ thật, dựa vào như y theo tình huống bình thường đến nói, đừng nói chính thành đầy, bình thường đạt tới bảy thành đầy về sau, liền phải suy xét về cảng. Theo thuyền giám khảo không có gặp gỡ qua vấn đề như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm đại hải, cùng nơi xa biến trời một màu địa phương lâm vào lâu dài trong trầm mặt, hàng viễn chinh cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi chờ lấy hắn đáp lời. Kết quả sau cùng, đương nhiên là lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tất cả kiểm tra đều kết thúc về sau, Lưu Tú Hồng cùng Chu Đại Quân trước một bước trở lại ở trên đảo, bọn hắn là cọ nhà khác thuyền đánh cá trở về. Về phần hàng viễn chinh, thì là xung phong nhận việc chờ lấy cấp trên phát thuyền. Còn nói, một khi có tin tức mới nhất, hắn sẽ để cho người mang hộ lời nói cho bọn hắn. Chu Đại Quân cũng không nghĩ nhiều, ngược lại là Lưu Tú Hồng cảm thấy đi, có thể hàng viễn chinh còn đánh lấy đợi tại trong huyện thành thuận tiện đánh đệ đệ ý nghĩ, nhưng không quan tâm nói thế nào, cuối cùng hơn một tháng huấn luyện kiểm tra cuối cùng kết thúc, nàng tổng xem là khá về nhà, về nhà vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là nhìn thấy nhi tử bảo bối. Lúc trước trong mỗi ngày đều đang bận rộn sống, người một khi bận rộn, liền không có tinh lực đi nghỉ đông nghỉ tây, nhưng đợi đến triệt để rảnh rỗi, lại buông lỏng, lại cũng nhịn không được nữa. Cùng Chu đại quân khác biệt, Lưu Tú Hồng trước kia chưa từng có thời gian dài như vậy rời đi hai nhi tử. Trên thực tế, đừng nói hơn một tháng, coi như ít đi mấy ngày đều là chuyện chưa bao giờ xảy ra, lòng chỉ muốn về, nói đại khái chính là loại tình huống này đi. Lưu Tú Hồng rời nhà trước, từng cùng hào hào nói qua, nàng đại khái sẽ rời đi nhà một tháng thời gian nhưng trên thực tế bọn hắn chỗ tiêu tốn thời gian đã vượt qua kế hoạch ban đầu còn tốt nàng đã từng tận lực nhắc nhở qua hào hào để nàng có thể đi đại di nhà tìm đại di phu lúc ấy nàng nghĩ là lấy chu đại quân năng lực một lần khả năng thông qua tính vẫn tương đối cao lúc ấy nàng khẳng định không nghĩ tới thi lại tới nhanh như vậy chỉ nói chờ chu đại quân thông qua kiểm tra về sau có thể nhờ hắn mang cái lời nhắn, mà bây giờ, rời nhà càng ngày càng gần, Lưu Tú Hồng khó nén tâm tình kích động, trong lòng nghĩ tất cả đều là hai đứa bé tại nhà bà nội như thế nào. Ai ngờ, ngay tại thuyền nhanh cập bờ lúc, nàng xa xa liền thấy một cái tiểu nhân ảnh đứng tại bãi bùng bên trên, hào hào. Ma ma trở về, hào hào vốn là thật tốt đứng tại bãi bùng bên trên trên đá lớn đầu, vậy coi như là hắn vị trí cũ. Của... Trước kia mỗi lần cha hắn ra biển mau trở lại lúc, hắn đều sẽ chờ ở đầu kia. Thế nhưng là, từ một lần về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng chờ đến quá cha hắn. Người người đều nói cha hắn không có, đã chôn thay đại hải, nhưng hắn chính là không tin. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cuối cùng cũng có một ngày, ba ba sẽ giống như trước mỗi một lần như thế, từ xa xôi đường chân trời đầu kia, lái một chiếc thuyền lớn về cảng, đứng trên bong thuyền xa xa hướng về phía hắn khoát tay nói, hào hào, hào hào, hào hào nhìn xem càng ngày càng gần thuyền, đột nhiên qua một tiếng khóc trống lên. Lưu Tú Hồng coi như trong lòng như thế nào đi nửa gấp, nàng cũng không thể lập tức nhảy thuyền, chỉ có thể an nhịn ở cảm thấy lo nghĩ, chờ thuyền cập bờ về sau, liền đi theo đồ vật đều không có cầm, liền vội vã nhảy đi xuống tìm hào hào, hào hào không khóc a, à, ma ma trở về. Lưu Tú Hồng ôm chặt lấy hướng về phía mình nhào tới Hào Hào, lại phát hiện Hào Hào toàn bộ nhỏ thân thể đều đang phát trung, lại sờ tay nhỏ bé của hắn, phát hiện băng lãnh băng lãnh. Lẽ ra, gần đây khoảng thời gian này thời tiết cũng không tính đặc biệt lạnh, nhưng không nên quên, bờ biển gió là cực lớn, cũng không biết Hào Hào tại bờ biển chờ bao lâu mới bị thổi thành dạng này. Không bao lâu, Chu Đại Quân cũng hạ thuyền, còn giúp Lưu Tú Hồng cầm đi theo đồ vật, hắn cũng không có trực tiếp cho Lưu Tú Hồng, mà là nói, ngươi ôm lấy hài tử đi về nhà đi, ta giúp ngươi sách đến cửa nhà. Lưu Tú Hồng không có chối từ, tranh thủ thời gian hướng phía trước đầu đi, nhà nàng cách bờ biển rất gần, không bao lâu liền đến, Chu đại quân đem đồ vật sau khi để xuống, cũng liền mau về nhà, hắn bởi vì lâu dài ra biển nguyên nhân, cũng là không phải đặc biệt nhớ thương trong nhà. Dù sao lần này tổng cộng cũng liền một tháng ra mặt thời gian, không tính đặc biệt lâu nhưng hắn vội vã về nhà báo tin vui tin tức, mà lại hắn còn tại trong huyện thành mua không ít nàng dâu hài tử thích đồ vật, bởi vậy bước chân vội vàng rời đi. Mà bên này, Lưu Tú Hồng cầm chìa khóa mở ra gia môn, lập tức đập vào mặt một cổ mùi nấm mốc. Lưu Tú Hồng cười khổ một tiếng, nhận mệnh mở cửa mở cửa sổ gió lùa lấy hơi, cộng thêm còn muốn quét dọn vệ sinh. Ở tại bờ biển chính là như vậy, có đôi khi cũng không có cái gì mặt hướng đại hải xuân về hoa nở mỹ hảo ý thơ, có chỉ là sinh hoạt không dễ, cùng gần như cả ngày xuất hiện mùi tanh cùng mùi nấm mốc, hào hào cũng mau tới đây giúp một tay, cũng may, những cái này việc đều là lưu tú hồng làm quen sự tình, lại nói cũng phải thua thiệt nàng chỉ rời đi hơn một tháng thời gian, cái này nếu là một năm không có trở về, khi nàng đại khái muốn một lần nữa tìm nhân tu thiện phòng ở, đại khái thu thập một chút, lại sẽ mang về hành lý chỉnh lý một phen lưu tú hồng cũng không có lập tức nấu cơm mà là một lần nữa đóng cửa lại dẫn hào hào đi hứa gia phòng cũ đầu kia mới vội vàng thu dọn nhà bên trong lưu tú hồng đều không rảnh hỏi thăm hào hào khoảng thời gian này trôi qua thế nào lúc này đi trên đường nàng nhịn không được hỏi hào hào đúng là tâm tư tương đối mẫn cảm người nhưng chỉ giới hạn trong cha mẹ sự tình bên trên xác thực nói hắn nguyên bản cũng là tính tình tùy tiện hài tử, nhưng bởi vì cha hắn đột nhiên không có chuyện này, mới trong lúc đó đổi tính tình, nhưng là đi, trừ cha mẹ sự tình, hắn kỳ thật đối sự tình khác rất là không quan trọng. Lưu Tú Hồng hỏi hắn trôi qua thế nào, hắn liền nói rất nhớ ma ma, cuối cùng còn nhỏ giọng nói một câu, cũng muốn ba ba, hỏi lại đệ đệ của hắn thế nào. Hắn liền có một chút không vui vẻ, quệt mồm nói đệ đệ một chút cũng không nhớ thương ba ba mụ mụ, mẹ. Kiệt kiệt là cái tiểu phôi đảng. Ngươi vừa đi kia hai ba ngày, hắn còn trắng trời vui tươi hớn hở, ban đêm đi ngủ liền quan quát quan quát khóc, coi như như vậy hai ba ngày. Về sau hắn liền đem ngươi cấp quên, lưu tú hồng một mặt dở khóc dở cười, bởi vì kiệt kiệt còn nhỏ a, à, ngươi nhìn hắn sau ngươi nhỏ nhiều như vậy, hắn không có ngươi thông minh cũng không có ngươi trí nhớ tốt, không nhớ được người cùng sự nhi cũng không kỳ quái, hào hào kỳ thật không phải đặc biệt minh bạch, nhưng hắn sẽ thông qua lời này đi liên tưởng trong hiện thực tình huống. Tại nhanh đến hứa gia phòng cũ lúc, hào hào đột nhiên nói, "A, đệ đệ chính là so ca ca đần một chút, thật giống như đại đội trưởng so đệ đệ của hắn thông minh." Lưu Tú Hồng nghe lời này về sau, hơi kém không cho trượt chân, nàng dở khóc dở cười nhìn về phía hào hào, "Ai nói với ngươi lời này, dì hai nha?" "Tốt a." À kẻ cầm đầu tìm được, chẳng qua Lưu Tú Hồng cũng không hiểu, nàng nhị tỷ đến tột cùng là có bao nhiêu nhàn, mới có thể tại hài tử trước mặt của trách hàng viễn dương đần đâu, cha ta cũng so nhị thúc thông minh. Hào hào túc túc thì thầm nói, mẹ ngươi yên tâm đi, ta về sau không nói kiệt kiệt đần, hắn đều là cái đồ đần, ta lại nói hắn hắn cũng quá đáng thương, Lưu Tú Hồng rất là bất đắc dĩ. Lệch nàng vốn cũng không phải là như vậy xảo ngôn thiện biện người, lập tức cũng sẽ không nói cái gì, dù sao huynh hữu đệ cung vốn chính là một chuyện tốt. Rất nhanh, nàng dẫn hào hào đi vào hứa gia phòng cũ, phòng cũ bên này, hứa quốc khánh cũng không tại, xem chừng hẳn là cùng thuyền ra biển đi, hứa thu yến cũng không tại, ngược lại là hứa bà tử đang ở trong sân bổ lấy lưới đánh cá, bên cạnh bày cái ghế đẩu, kiệt kiệt chính ngoan ngoãn ngồi ở phía trên, nâng quai hàm nhìn hắn sửa bổ lưới, kiệt kiệt. Mẹ trở về hào hào ngao một tiếng chạy tới, kiệt kiệt theo tiếng nhìn qua, lập tức hướng về phía Lưu Tú Hồng vỡ ra miệng, cười đến nước bọt đều nhanh xuống tới, Lưu Tú Hồng bước lên phía trước đem hắn bế lên, cảm giác vào tay chính là đứa nhỏ này lại chìm không ít, hứa bà tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua về sau, liền lại cúi đầu tiếp tục làm việc, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi cái này trở về. Mới thuyền kiểu gì rồi, ta thông qua kiểm tra, chẳng qua mới thuyền lúc nào đến ta cũng không biết, đại đội trưởng còn tại trong huyện thành đâu ngươi ngươi thông qua rồi hứa bà tử rốt cục dừng lại động tác trong tay mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lưu tú hồng liền thông qua rồi đúng vậy a à, tỷ phu của ta cũng thông qua người đại đội trưởng kia đâu đại đội trưởng là cái thứ nhất thông qua đâu chẳng qua hắn còn chưa có trở lại nói là muốn chờ mới thuyền ta cũng không rõ lắm dù sao hắn hẳn là tâm lý nắm chắc, Lưu Tú Hồng vội vàng cùng Kiệt Kiệt thân hương, thuận miệng trả lời nói, ta nhị tỷ còn không có thông qua, chẳng qua hẳn là cũng nhanh, nàng chỉ kém một chút, xem chừng tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là cũng có thể. Hứa bà tử vẫn là một mặt không dám tin. Đang khi nói chuyện, ngược lại là từ nhà bếp đầu kia ra tới một người, chính là Hứa Quốc Khánh vợ hắn. Nàng hiển nhiên nghe được Lưu Tú Hồng mới lời kia, chỉ cười rạng rỡ đi tới vừa đi còn bên cạnh cầm tạp về sát tay chị dâu trở về ngươi vừa rồi nói cái kia là thật a à, ai sẽ kéo loại này láo lấy lại tinh thần hứa bà tử không cao hứng đổi tiểu nhi con dâu một câu sau đó lại hỏi lưu tú hồng vậy có hay không nói cho cùng có thế phân mấy chiếc thuyền thế nào tính toán a à? không rõ lắm lưu tú hồng hướng về phía chị em dâu cười cười lại đối bà bà nói đại đội trưởng nhất quán công chính thật nhiều lại nói đây không phải còn có tỷ phu của ta sao sẽ không gọi ta thua thiệt hứa bà tử ngẫm lại cũng thế liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ làm cho lưu tú hồng lưu lại ăn cơm xong lại mang hài tử đi nàng là không lên tiếng ngược lại là hứa quốc khánh nàng dâu một mực muốn nói cái gì lưu tú hồng đoán là liên quan tới kiểu mới thuyền đánh cá huấn luyện thảo hạch sự tình chẳng qua chuyện này nguyên cũng không có gì không thể nói dù sao cái này lại không phải thi đại học không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật lập tức lưu tú hồng đem kịp kịp buông ra lại để cho hào hào nhìn một chút nhi đệ đệ nàng thì cùng chị em dâu một trận tiếng nhà bếp tuy nói nơi này là hứa gia phòng cũ nhưng đến cùng bọn hắn đã sớm phân nhà lưu lại ăn cơm là không có gì nhưng chuyện gì đều không làm tay áo bắt đầu chờ cơm ăn liền quá mức lưu tú hồng một mặt giúp làm lấy cơm một mặt cùng chị em dâu nói lên huấn luyện thảo hạch sự tình cái kia huấn luyện a liền cùng trong trường học lão sư lên lớp không sai biệt lắm, cũng phải cuộc thi, lý luận cuộc thi chủ yếu là đọc thuộc lòng, đương nhiên còn muốn biết viết chữ, không phải coi như lưng sẽ cũng uổng công. Ta ngược lại là đem bút ký mang về, đặt trong nhà quên lấy ra, đến lúc đó ta đem bút ký cho Quốc Khánh, để hắn sớm nhìn xem. Dù sao khẳng định sẽ có nhóm thứ hai, thật tốt, vừa vặn Thu Yến là học sinh cấp 3, đến lúc đó để nàng dạy một chút Quốc Khánh. Hứa Quốc Khánh nàng dâu cũng rất sầu muộn, nhất là nghe được còn muốn cuộc thi, liền cảm giác bó tay toàn tập, cũng may trong nhà cuối cùng còn có cái người trí thức, sớm giáo một chút, không khó lắm a. À. Lý luận cuộc thi vẫn tương đối đơn giản, đến cùng không phải thi đại học, chính là cái này thực tiễn, đến lúc đó chờ mới dưới thuyền đến, ta có thể giáo hạ Quốc Khánh. Lưu Tú Hồng dừng một chút, nhắc nhở, ta nghe đại đội trưởng có ý tứ là coi như đến lúc đó mới thuyền đến không có thông qua cuộc thi vẫn là không thể mở. Hắn còn nói, về sau sợ là làm ngư dân cũng phải cuộc thi. Cái gì? Chương 88, trước kia, hàng viễn chinh đối ngoại nói đúng lắm, từ bọn hắn cái này một nhóm người đi trước huấn luyện kiểm tra, thông qua về sau phát đến mới thuyền, lại từ bọn hắn giáo mọi người lái thuyền, cuối cùng chính là nội bộ phân phối. Hứa quốc khánh nàng dâu là biết chuyện này, nàng nghĩ là, muốn hay không để nhà mình nam nhân cũng đi bên ngoài huấn luyện kiểm tra cứ như vậy cũng có thế phát đến mới thuyền về phần có thể hay không thông qua kiểm tra nàng nguyên bản thật lo lắng nhưng nếu liền nàng chị dâu đều có thể thông qua hứa quốc khánh nên không có vấn đề a à? đương nhiên lui một bước nói coi như thật sự có vấn đề đây không phải còn có thế nội bộ phân phối sao để nàng nam nhân đỉnh lưu tú hồng vị trí lớn không được liền theo đại đội trưởng nói như vậy cho một khoản tiền chứ sao nàng tính toán rất tốt nghĩ đến trước sau đều có đường cuộc sống sau này xác định vững chắc sẽ càng ngày càng tốt kết quả liền nghe được lưu tú hồng lời này lập tức mộng đợi đồ ăn bên trên bàn hứa quốc khánh nàng dâu vội vàng đem lưu tú hồng nói cho người trong nhà hứa quốc khánh đương nhiên là không có ở đây hắn ra biển chẳng qua hứa thu yến vẫn là về nhà ăn cơm nàng bây giờ giúp đại đội bộ làm việc trước kia cầm là công điển cùng lương phiếu, bây giờ là trực tiếp đổi phát tiền lương, số lượng không coi là nhiều, nhưng đủ chính nàng họa hoắc. Nghe nhị tổ lời này, hứa thu yến trước kinh ngạc ra tiếng, đều muốn cuộc thi, vậy nhưng khó lường, ta nhị ca thành tích kia nha, hắn có thế cầm tới tốt nghiệp tiểu học chứng, vẫn là mở cửa sau đâu. Hắn kiểm tra không ra, thực tiễn cuộc thi là như thế nào, hứa thu yến không rõ lắm, nhưng nàng rõ ràng nàng nhị ca văn hóa khóa thành tích có bao nhiêu kém trên thực tế hứa gia ba huynh muội thành tích đều không ra thế nào địa bao quát trong nhà có thể nhất nhịn hứa quốc cường nhưng vấn đề là hứa quốc cường là trong ba người năm đầu tuổi dài nhất vốn là có trách nhiệm mang theo lại nói hắn khi còn bé ai cũng không quan tâm thành tích người bình thường đầu óc tăng thêm hoàn toàn không thành ý có thế kiểm tra tốt mới gọi quái hứa quốc khánh cũng là tình huống tương tự bọn hắn lúc ấy nghĩ đều là, tùy tiện trong trường học hỗn cái mấy năm, dù sao sẽ viết danh tự, cũng nhìn hiểu giấy lương, khác lại không chỗ nào vị. Duy chỉ có liền hứa thu yến hơi mạnh hơn một chút, nhưng đây là tương đối, nàng dù sao cũng là đọc được cao trung, xác định vững chắc so với nàng hai người ca ca mạnh, nhưng mà, nàng trước kia tại lớp học vẫn là hạng chót tồn tại. Nghe hứa thu yến nói như vậy, hứa quốc khánh nàng dâu tự nhiên là không vui vẻ kiểm tra cũng còn không có kiểm tra đâu cô em chồng liền mảnh dội nước lạnh nói khẳng định kiểm tra không ra đây không phải sờ người rủi ro lại là cái gì đâu kiểm tra không ra cũng phải kiểm tra dù là một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa học viết chữ lúc này lưu tú hồng mở miệng ta xem như nhìn ra cấp trên bây giờ càng ngày càng coi trọng văn hóa tri thức không nói những cái khác nếu là không biết chữ rất nhiều máy móc đều không có cách nào điều khiển cường điệu đến vậy ư hứa quốc khánh nàng dâu mặt lộ vẻ khó xử hứa bà tử cũng hỏi vậy nếu là kiểm tra không ra đâu quốc gia còn có thế không khiến người ta ra hải bổ cá đây đương nhiên là không có khả năng lưu tú hồng tại cái này hơn một tháng huấn luyện trong lúc đó trừ nghiêm túc ôn tập công khóa bên ngoài cũng nghe nói không ít tin tức lập tức nhân tiện nói không ai sẽ quan tâm những cái kia của thuyền nhưng nếu như là mới thuyền chỉ sợ cũng không được còn có thể chạy đến trên thuyền đi thăm dò a à. hứa bà tử mặt mũi tràn đầy không hiểu ngược lại là hứa quốc khánh nàng dâu rất là cao hứng đúng đúng thật sự đem người hướng trên thuyền mang người khác lại không biết sợ cái gì lưu tú hồng cười khổ một tiếng trong lòng tự nhủ ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình quốc gia còn có thể nghĩ không ra chẳng qua có mấy lời không thể từ nàng nói ra lộ ra cố ý ngăn đón không để hứa quốc khánh tiến tới giống như bởi vậy nàng chỉ nói ta cũng không rõ lắm cụ thể quy tắc chi tiết vẫn là chờ đại đội trưởng sau khi trở về rồi nói sau loại này rõ ràng từ chối câu nói nghe vào hứa quốc khánh nàng dâu trong tai lại có vẻ phá lệ có đạo lý nàng lập tức nhẹ gật đầu cũng thế chị dâu đến cùng là nữ nhân nhà hiểu cái gì nha lưu tú hồng không có lên tiếng âm thanh chỉ vội vàng ăn cơm cùng cho ăn hài tử dù sao có một số việc sớm muộn sẽ phát sinh không cần thiết tại lúc này nói Liên Miên lại nhảy nói không xong, không duyên cớ làm cho người ta chán ghét. Nàng là không nói, lại không chịu nổi hứa Quốc Khánh nàng dâu một mực đang nơi đó lại nhảy cái không xong. "Chị dâu A, trước mặt kệ cái kia kiểm tra không kiểm tra, ngươi tóm lại là có cái danh ngạch a. Tặng cho Quốc Khánh đi." Đến lúc đó tựa như đại đội trưởng nói như vậy, để hắn phân ngươi tiền. Lưu Tú Hồng chần chờ không nói lời nào. "Chị dâu, ngươi một cái nữ nhân gia" lúc trước kia là không có cách nào khác hiện tại cũng có biện pháp còn lão đi ra ngoài làm gì vậy còn không bằng để ở nhà mang hài tử lại có tiền cầm lại khoan khoái lại nói hào hào cùng kiệt kiệt khẳng định cũng hy vọng ma ma ở trong nhà cùng bọn họ a à. hứa quốc khánh nàng dâu vẫn là thật biết bắt trọng điểm nhất là cái này hơn một tháng thời gian bên trong nàng nhìn tận mắt hai hài tử đặc biệt là hào hào mỗi ngày hướng bãi bùng đầu kia chạy cũng không phải nghĩ đến hoảng đúng không hào hào hứa quốc khánh nàng dâu cười tủm tỉm nhìn xem hào 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 khẳng định cũng không nguyện ý ma ma lão đi ra ngoài còn cùng sớm trước kia ở trong nhà cùng ngươi tốt bao nhiêu hào hào lập tức nhìn lại hiển nhiên bị nói trúng tâm tư lưu tú hồng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi loại chuyện này nói như thế nào đây mỗi người đều mỗi người có suy nghĩ riêng có lẽ là tự tư một chút có thể nói trắng rồi ai lại không tự tư đâu đệ mùi ngươi coi ta không muốn ở lại trong nhà nhưng ta có hai nhi tử đâu trong nhà lại chỉ như vậy một chút nhi lớn quay đầu hai hài tử không quan tâm là ăn uống vẫn là đọc sách nếu không nữa thì về sau lớn lên đóng tân phòng cưới vợ loại nào không tốn tiền rồi ở trong nhà là tốt ra hải bổ cá là mệt mỏi nhưng ta còn có lựa chọn khác sao để quốc khánh cho ngươi một chút tiền không là tốt rồi rồi Lưu Tú Hồng không biết nàng cái này người là ngây thơ, vẫn là cố ý giả ngu, bởi vì không phân biệt được dứt khoát liền lướt qua cái này một gốc trạ không đề cập tới, theo lấy mình ý nghĩ nói ra, hiện tại ăn uống cái gì đều đắt, càng không nói đừng, liền nói hai hài tử mỗi tháng ăn uống, mua y phục cùng sách vở phí, còn có tương lai cưới vợ lễ hỏi tiền, đóng mới phòng tiền, nếu là tiểu thúc tử đều có thể cho ta ra, ta ước gì sống yên ổn ở trong nhà, lần này. Hứa Quốc Khánh nàng dâu không lên tiếng, Hứa bà tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, thế nào không nói lời nào rồi. Tiếp tục a. À. Thật không có tiền đồ, Quốc Cường nàng dâu đều có thể kiểm tra ra tới, các ngươi vì sao kiểm tra không ra? Muốn ta nói, chờ xuống một nhóm ngươi cũng đi, cái gì? Hứa Quốc Khánh nàng dâu hơi kém không có nhảy dựng lên, gọi, gọi ta cũng đi, ngươi không phải cũng đọc xong sơ trung. Vì sao không thể đi? lại không có gọi ngươi một mực ra hải bổ cá liền đi kiểm tra một chút thử thế nào rồi trong nhà cũng không trông cậy vào ngươi kiếm tiền nuôi gia đình lại nói ngươi cũng không có hài tử muốn nuôi ra ngoài thử xem thôi thi đậu sản khoái nhưng tốt thi không đậu cũng không có gì nếu không tại sao nói hứa bà tử là một nhân tài đâu nàng không chỉ để mắt tới hứa quốc khánh nàng dâu còn để mắt tới con gái ruột hứa thu yến dọa đến hứa thu yến hơi kém không có một đầu ngã vào chén canh bên trong mẹ mẹ ngươi đừng làm rộn ra hải bổ cá nhiều khổ a à, ta có thể ăn không được cái kia khổ lại nói ta hiện tại có tiền lương có tiền cầm vậy ta thế nào không thấy đâu cả hứa bà tử rất là bất mãn nàng còn chỉ chỉ lưu tú hồng nàng ra hải bổ cá ta tối thiểu có thể nhìn thấy mấy con cá ngươi đây ngươi nói ngươi kiếm tiền lương ta vì sao không thấy đâu cả mắt nhìn thấy gia đình đại chiến hết sức căng thẳng, Lưu Tú Hồng nhanh lên đem trong chén còn lại cơm đều lay đến miệng bên trong, sau đó thật nhanh mang theo hai hài tử chạy, cho đến nàng đều rời đi hứa gia phòng cũ, còn có thể nghe được hứa bà tử dắt giọng chửi ầm lên, cái này muốn nói như thế nào đây, hứa bà tử cái tí hát khí kia đi, mình đối đầu thời điểm là không dễ chịu, nhưng nếu là nàng cùng mình đứng một bên, vậy liền hả giận, đương nhiên. Lưu Tú Hồng còn không có tự đại đến cho rằng hứa bà tử hoàn toàn đứng phía mình, nhưng không thể không nói, nàng vừa rồi nâng lên đọc sách, lễ hỏi, đóng mới phòng, đều xúc động hứa bà tử nội tâm. Dù sao, Lưu Tú Hồng làm đây hết thảy đều là vì hai hài tử, căn cứ Lưu Tú Hồng đối bà bà hiểu rõ đến xem, nàng bà bà thật đúng là không phải loại kia quan sẽ nhìn chầm chầm nhà mình kia một mẫu ba phần đất người, dù sao, bên ngoài trời đất bao la. Cùng nó cùng với nàng cái này tiểu quả phụ tranh cái này một chút chỗ tốt, sẽ không bản thân đi bên ngoài sông sáo sao? Trọng yếu nhất chính là, đại khái là Lưu Tú Hồng kiểm tra thông qua cho hứa bà tử cực lớn tự tin, để nàng cảm thấy cái này cái gọi là kiểu mới thuyền đánh cá cũng không phải khó như vậy mở. Thật sao? Người ngoài cũng không biết khảo hạch quy tắc chi tiết, thậm chí liền Chu gia bên kia, dù là đã ra cái Chu đại quân, bọn hắn cũng vẫn đối kiểm tra đáp lại cực lớn xem thường chu đại quân nói rõ hắn còn bắt hắn đường đệ nâng ví dụ nhưng trong nhà thân thích vừa nghe nói kia ngu xuẩn chỉ là không có thông qua lý luận kiểm tra về sau lập tức thở dài một hơi liền viết viết chữ mà có thể là bởi vì quá lâu quá lâu không có viết chữ cho nên mới không có kiểm tra qua cái này cũng không có gì nha lần sau nhất định có thế kiểm tra qua đúng đúng coi như không phải đạo lý này dù sao liền kiểm tra những vật kia quay đầu chúng ta thật tốt học một chút còn sợ kiểm tra chẳng qua cũng không phải thi đại học có thế có bao nhiêu khó đâu rất nhanh chu đại quân liền từ bỏ thuyết phục đã các ngươi đều nói kiểm tra rất dễ dàng vậy liền đều đi thi a dù sao khẳng định không chỉ bọn hắn cái này một nhóm trừ chu gia bên này hứa gia phòng cũ cũng không được an bình đầu một nhóm chỉ qua ba người lại một người trong đó vẫn là lưu tú hồng lúc nhận được tin tức người trong thôn một mặt là cảm thấy không dám tin, một phương diện khác cũng cho rằng nơi này đầu khả năng có khác môn đạo. Thế là, những cái này cùng hứa gia có quan hệ thân thích, nhau nhau chạy tới hỏi hứa bà tử, còn có người trực tiếp chạy đến tìm Lưu Tú Hồng, dọa đến nàng trơn tru thu thập đồ đạc, mang theo hai hài tử chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng mà, coi như về nhà mẹ đẻ, sự tình cũng chưa triệt để lắng lại. Bọn hắn thế hệ này tất cả đều là làng chài nhỏ, rất nhiều chuyện đều là giống nhau, nhất là lần này tham dự người càng nhiều, thậm chí lưu tú hồng nhà mẹ đẻ bên kia, còn có trước đó ghi danh lại nửa đường rời khỏi người, cũng không thể xem như nửa đường, bình thường rời khỏi đều là giai đoạn trước, không có học mấy ngày, học được nhức đầu không nhiều, còn cảm thấy cái đồ chơi này cũng liền như thế nha. Ai biết, liền nghe nói bọn hắn bên này có ba người kiểm tra ra tới, tin tức mới ra, các nhà các hộ đều không yên tĩnh, cũng may, lại quá ba ngày sau hàng viễn chinh đầu kia thuyền đến tin tức mới kiểu mới thuyền đánh cá phát xuống đến thuyền là hàng viễn chinh trực tiếp lái về liền một chiếc chẳng qua cái này vẽn vẹn nhóm đầu tiên về sau chờ những người kia hoặc là kiểm tra quá hoặc là dứt khoát từ bỏ còn có một số cũng sẽ phát xuống lại có là lớn cải chế nội dung chờ lưu tú hồng được tin tức vội vàng gấp trở về về sau liền nghe nói về sau phàm là nghĩ thoáng kiểu mới thuyền đánh cá toàn bộ đều muốn thống nhất cuộc thi, lại cuộc thi cũng không phải là nội bộ, vì để tránh cho mở cửa sau chờ hành vi, cũng là vì tốt hơn quy phạm hóa, toàn bộ đều muốn thống nhất đi huyện thành báo danh, kiểm tra, có điều, huấn luyện vẫn là có thể tại bản thân địa phương, nhưng cuối cùng đánh giá phải chăng thông qua khảo hạch, lại không phải người của mình. Tin tức mới ra, lân cận mấy cái thôn đều một mảnh xôn xao, chương 89, kia lúc trước đã nói xong đâu đại đội trưởng các ngươi đi thi không phải thuyết phục quá về sau có thể lại nội bộ phân phối sao đúng đúng lúc trước chính là nói như vậy nói là chia tiền cho các ngươi thuyền có thể cho chúng ta mở đại đội trưởng hàng viễn chinh ra hiệu mọi người im lặng xuống tới sau đó mới nói liền ta bản nhân đến nói khẳng định vẫn là muốn đi mở viễn dương thuyền nhưng thuyền đánh cá cải cách là không có cách nào tránh khỏi cho nên ta đề nghị mọi người phân lược học tập huấn luyện sau đó lại thống nhất đi thi. Chỉ cần thông qua, cấp trên lần lượt khẳng định còn sẽ có thuyền đánh cá phát xuống, đến lúc đó tự nhiên là tất cả mọi người có phần. Vậy bây giờ cái này một chiếc đâu? Liền có người chờ không nổi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm hàng viễn chinh, còn có một số người thì đang lặng lẽ nhìn Lưu Tú Hồng. Lưu Tú Hồng phá lệ phải bình tĩnh, quả nhiên, hàng viễn chinh rất nhanh liền mở miệng, hắn trực tiếp hỏi ngược lại, cho ngươi mở, ngươi biết sao? ta sẽ không có thể học a à, vậy ngươi đã đều học xong vì cái gì không đi tham gia kiểm tra đâu nếu như ngươi không thông qua kiểm tra kia chẳng phải đại biểu cho ngươi không có học được sao hàng viễn chinh liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề thẳng đem mấy cái kia thứ nhi đầu hỏi được á khẩu không trả lời được có điều coi như thế vẫn là có người đưa ra ý kiến phản đối người đại đội trưởng kia ngươi muốn mở viễn dương thuyền chu lão đại cũng là a à? vừa phát xuống đến chiếc thuyền này làm sao bây giờ, ta tạm thời không thể quản xuống cái này sạp hàng sự tình trực tiếp ra biển, cho nên tiếp xuống ta vẫn là sẽ ở chỗ này, Chu đại quân sẽ trở về lão thuyền bên kia, đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không giấu hạ hắn nên được kia một phần, Chu đại quân cũng đứng tại dưới đấy, cười xong hàng viễn chinh khoát khoát tay, biểu thị mình tin tưởng hắn, lợi ích tương quan người đều như thế tỏ thái độ, những cái được gọi là thay người khác ra mặt, trong lúc nhất thời bị nghẹn lại về phần về sau ta tin tưởng đám tiếp theo khẳng định còn có người có thế thông qua phát xuống thuyền cũng không chỉ một chiếc nhưng bởi vì bây giờ cái này chính sách xuống tới tự mình dạy các ngươi làm sao lái thuyền đương nhiên có thể nhưng cuối cùng các ngươi vẫn là muốn đi huyện thành thảo hạch hàng viễn chinh mặt không biểu tình nói hắn mặc dù vừa mới trở về không bao lâu nhưng vẫn là thông qua mẹ hắn biết mấy ngày gần đây nhất chuyện phát sinh những người này một phương diện cảm thấy liền Lưu Tú Hồng đều có thể kiểm tra quá, vậy khẳng định rất dễ dàng, nhưng một phương diện khác thật để bọn hắn đi khảo hạch, lại bó tay bó chân, luôn nghĩ nhặt có sẵn tiện nghi. Muốn nói như thế nào đây? Hàng viễn chinh nhiều ít vẫn là có chút tự trách, có đôi khi toàn bộ trách cứ người khác thật không được, bởi vì ban đầu làm trò này người chính là hắn, là hắn ỷ vào mình cùng một chút ưu tú ngư dân, trước cùng cái khác đội tranh đoạt thuyền đánh cá quyền sở hữu sau đó lại tiến hành cái gọi là nội bộ phân phối bởi như vậy trong thời gian ngắn đội bên trên là thật phát triển nhưng cứ thế mãi vẫn là sẽ trở ngại những người khác tiến tới nhất là bây giờ phổ biến khảo chứng chuyện này ngay tại hàng viễn chinh suy nghĩ ở giữa lại có người đưa ra một vấn đề vậy nếu là ta không có chứng trộm đạo lấy lên thuyền đâu hàng viễn chinh nhìn lên tiếng người đồng dạng cho phép học đồ cùng thuyền học tập nhưng không cho phát tiền lương bao ăn ở cái gì như vậy sao được chính là đúng thế hứa quốc cường nàng dâu một nữ nhân có thể làm gì để chúng ta lên thuyền giúp nàng làm việc nàng lấy không tiền dựa vào cái gì hàng viễn chinh nhàn nhạt trả lời vậy ngươi có thể lựa chọn không lên thuyền của nàng không có đạo lý như vậy a à? đây là đội bên trên thuyền rõ ràng là cố tình gây sự sự tình nhưng dù sao có người ỷ vào người đông thế mạnh kêu gào muốn ồn ào đằng muốn cái gọi là công bằng Lưu Tú Hồng biết mình không thể lại trầm mặt xuống dưới, nàng không thể một mực dựa vào hàng viễn chinh giúp nàng nói chuyện đến đặt chân. Nhất là, quan hệ này đến nàng cùng hai hài tử tiếp xuống sinh hoạt, rất nhanh, nàng liền xuyên qua đám người đi đến phía trước. Hàng viễn chinh thấy được nàng tới kinh ngạc một chút, đứng tại đằng trước một chút người càng là hướng về phía nàng trừng mắt mắt dọc, Lưu Tú Hồng không phải không sợ, là không thể sợ, ta biết mọi người ý tứ, chẳng qua chỉ là nhìn ta là cái tiểu quả phụ cảm thấy ta không xứng làm thuyền trưởng đúng không nghĩ thoáng thuyền mình đi không năng lực liền trung thực huấn luyện kiểm tra quốc gia đã ra sân khấu cái này chính sách liền không có đạo lý vì riêng lẻ vài người thu hồi đi lưu tú hồng lạnh lùng nhìn về phía đám người nghĩ chiếm tiện nghi không nghĩ trả giá thành a thuyền là ở chỗ này đi mở đi đám người rối loạn tưng bừng rất nhanh liền có người miệng không sạch sẽ mắng lên Hàng viễn chinh nhíu mày, ta vừa rồi quên nói, thuyền đánh cá không phải cho không người mở, là muốn hàng năm giao nhận thầu phí dụng. Nếu như không ai mở thuyền bắt cá, cái này phí tổn liền từ chúng ta ngư nghiệp tổng công ty khoản đi, ở đây các nhà đều chia đều số tiền kia. Lời này mới ra, đám người lại bắt đầu vỡ tổ. Hàng viễn chinh ra hiệu Lưu Tú Hồng rời đi, Lưu Tú Hồng không nguyện ý, cuối cùng vẫn là hàng đại nương đưa nàng lôi đến một bên. Người đứa nhỏ này nha, làm sao vẫn là như thế bướng bỉnh hiện tại là thuyền ít người nhiều mọi người đương nhiên là không ngừng nhìn chằm chằm cái kia thuyền nhìn chờ về sau đâu ngươi yên tâm đi viễn chinh đã nói với ta cái này kiểu mới thuyền đánh cá sớm muộn là muốn thay thế ban đầu thuyền ngươi suy nghĩ một chút hiện tại chúng ta nơi này còn có mấy chiếc tay cầm nhỏ thuyền tam bản chính là như thế cái đạo lý lưu tú hồng cảm thấy khẽ động đại nương ngươi nói là đến lúc đó không chừng người người đều có mới thuyền mở rồi, thuyền khẳng định sẽ có, nhưng là không phải người người đều có thể mở cũng không biết. Hàng đại nương cười cười, còn vỗ vỗ lưu tú hồng bả vai, ta liền biết viễn chinh đã nói với ta, một ngày nào đó, trong thương trường sẽ tràn đầy lớn tivi, xe đạp, máy may, chúng ta tiểu lão bách tính A, trong ví căn phòng tất cả đều là tiền, nhìn xem những cái này đồ vật, chọn chọn lựa lựa, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Lưu Tú Hồng cảm thấy hơi thả lỏng nhanh hơn một chút, mặt mày đều giãn ra, nàng cũng hy vọng thật có một ngày như vậy. Lần này tin tức thông báo, đến cùng vẫn là hạ hàng viễn chinh cường thế phía dưới kết thúc. Chu đại quân muốn chờ đợt tiếp theo viễn dương thuyền sau khi trở về, lại ra biển. Chẳng qua hắn lười nhát cùng Lưu Tú Hồng tranh, liền nói muốn dẫn lão bà Nhi tử đi trong huyện thành đi dạo một vòng, về phần thuyền sự tình, liền giao cho hàng viễn chinh xử lý. Hàng viễn chinh xử lý phương pháp là, hôm sau trời vừa sáng liền đem thuyền mở ra ngoài, mang lên Lưu Tú Hồng, cùng mẹ của nàng. Muốn nói người trong thôn hoàn toàn không có ý kiến kia là không thể nào, chẳng qua mắt thấy cưỡng chiếm khẳng định là không được, liền có người treo lên khác chủ ý, không phải nói muốn tự mình giáo sao. Vậy liền giáo A, chúng ta lên thuyền làm học đồ, chỉ cần học xong, chẳng phải có mới thuyền mở sao, rất nhanh, mấy cái kia tự nhận là đầu óc linh hoạt người liền thương lượng xong, chờ hàng viễn chinh đám người bọn họ sau khi trở về, chủ động tự tiến cử. Hàng viễn chinh vừa nhìn liền biết bọn hắn đánh chính là ý định gì, chẳng qua hắn cũng không quan tâm cái này, chỉ nói, quá nhiều người không có cách nào giáo, mỗi lần bên trên hai người, trên thuyền tất cả khổ hoặc việc cực đều là các ngươi. Tiện tay điểm hai người, liền từ giờ trở đi đi. Đi, đánh cho ta quét khoang tàu đi, học đồ là tốt như vậy làm. Giống bọn hắn tại trong huyện thành tham gia huấn luyện, kia là toàn ngày chế thực tiễn huấn luyện, cùng buổi chiều lý luận khóa, đổi thành cùng thuyền học tập, đừng nói loại này kiểu mới thuyền đánh cá, cho dù là trước kia ăn tàu chở dầu, vậy cũng phải trước tiên làm 3 năm học đồ, thậm chí có thể hay không xuất sư, còn phải từ sư phó định đoạt, hiện tại, phải chăng xuất sư cũng là không cần sư phó đến nói, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra là được. Kia hai cái bị điểm tên còn không lo được mừng thầm, liền khổ bức chơi lên việc. Chờ về sau, chân chính lên thuyền, nhìn xem khoang điều khiển bên trong kia chỉ nhìn liền để người hoa mắt máy móc thiết bị, lập tức mắt choáng váng Lại một học, bọn hắn phản phất ôn lại một lần lớp học, có thể trước bọn hắn lúc đi học, lão sư là mặc kệ bọn hắn, dù là lên lớp không nghe, làm việc không có viết, cuộc thi thất bại, vậy thì thế nào đâu? Lại không thể thi đại học, Học được viết danh tự còn chưa đủ à Nhưng mà, bây giờ lại là Học không được phải bị mắng Trên thuyền bị mắng cũng coi như Về đến nhà tiếp lấy bị mắng Lại cứ việc còn không thể bớt làm Mới ba năm ngày công phu Bọn hắn liền nghĩ nói không làm Mở củ thuyền được rồi Lệch liền tại bọn hắn sắp từ bỏ lúc Hàng viễn dương bọn hắn trở về Mở ra kiểu mới thuyền đánh cá trở về Hàng viễn dương, Lưu Anh Hồng Còn có vị kia chu đại quân đồ đần cộng tác cùng lúc trước đi một cái khác, bốn người kiểm tra thông qua. Bọn hắn nhóm đầu tiên hết thảy đi tám người, lại có bảy người kiểm tra thông qua, cái này xác suất không thể không nói cao đến kinh người. Nhưng vấn đề là, chút ít hàng mẫu bên trong tồn tại xác suất cũng không thể đánh đồng tại tổng thể xác suất Trên thực tế, dựa vào cấp trên thuyết pháp, đều chỉ kém không có một đối một dạy học, còn cho cho không ít thi lại cơ hội, thậm chí đều áp dụng kiểm tra quá nhớ thành tích phương thức, chân chính thông qua người còn là chưa đủ một thành. Nghĩ đến về sau không có khả năng lại có tốt như vậy thoát ly sản xuất huấn luyện cơ hội, cấp trên mở hội nghị khẩn cấp, thương lượng gia tăng một chút cùng Hải Dương ngư nghiệp đối khẩu đại học chuyên nghiệp. Những chuyện này, người phía dưới là không biết, cho dù là hàng viễn chinh cũng vẻn vẹn chỉ biết một cái đại khái tình huống. Trên thực tế, bọn hắn cũng không lo được về sau phát sinh sự tình, bởi vì mới thuyền đến, bình quân tính được, nên hai người một chiếc sở dĩ nói là bình quân tính, đó là bởi vì bọn hắn đội kiểm tra ra 7 người, lái về 3 chiếc thuyền. Cuối cùng, từ những cái này kiểm tra thông qua người mở tiểu hội thương lượng ra kết quả, lợi ích chia đều, cộng đồng gánh chịu 3 chiếc thuyền nhận thầu phí, cũng cộng đồng đưa ra hắn phí tổn, cuối cùng lợi nhuận điểm trung bình phối. Nói thật, Lưu Tú Hồng không phải đặc biệt hài lòng cái này phân phối phương thức, nàng kỳ thật càng hy vọng mình có thế có được một chiếc thuyền đương nhiên phí tổn nàng cũng sẽ gánh chịu. Nhưng ở thời điểm này, kiểu mới thuyền đánh cá vẫn là rất hiếm có, tự nhiên không thể trực tiếp nói ra, dù sao hiện hữu phân phối phương thức cũng coi là công bằng. Trọng yếu nhất chính là, không quan tâm cụ thể là làm sao phân phối, Lưu Tú Hồng cùng nhị tỷ đã quyết định muốn cộng đồng ra biển, chiếc thuyền này quyền sử dụng về các nàng tỷ hai, cái này đủ, nàng rốt cục có thuyền của mình. Hoa một ngày thời gian tinh tế quét dọn lau về sau, Lưu Tú Hồng chọn cái la bàn bên trên đại các thời gian, mang lên nhị tỷ dương buồn ra biển. Úc, cũng không phải liền các nàng tỷ hai, hứa bà tử đến cùng vẫn không nở từ bỏ con trai của nàng, vừa vặn hứa quốc khánh ra biển trở về, trực tiếp bị hứa bà tử nhét vào Lưu Tú Hồng trên thuyền. Ách, làm cùng thuyền học đồ làm khổ hoặc việc cực. Đúng, còn không có tiền công cầm, nhưng bao hai bữa cơm, hứa quốc khánh sắp khóc ra tới, hắn đều đã xuất sư bao nhiêu năm, làm sao liền một đêm trở lại trước giải phóng đây? Làm học đồ a, cái kia cũng quá khổ đi, hắn còn không bằng trực tiếp đi tham gia huấn luyện kiểm tra đâu. Không quan tâm nói thế nào, đây cũng là Lưu Tú Hồng làm thuyền trưởng ngày đầu tiên. Nàng đứng tại khoang điều khiển bên trong, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười sáng lạn. Xuất phát, hành trình mới, nhân sinh mới. Tác giả có lời muốn nói, Chính văn hoàn tất, có phi ngoại, chương 90 theo lưu tú hồng hai chị em dương bùn xuất phát cũng biểu thị đệ nhất con từ nữ nhân đương thuyền trưởng kiểu mới thuyền đánh cá lần đầu chính thức ra biển bắt cá lưu tú hồng tin tưởng tràn đầy nàng nhị tỷ cũng là nắm chặt thời gian nỗ lực hồi ức những cái đó học được tân kỹ thuật lần đầu tiên ra biển ai không nghĩ thuận thuận lợi lợi đương nhiên tốt nhất là có thể thắng lợi trở về như vậy mới xem như một cái tốt đẹp nhất khai cục tương so với lưu gia hai chị em kia cơ hồ phi dương tâm tình đáng thương người chèo thuyền kim tiểu học đồ hứa quốc khánh tâm tình liền không phải như vậy tốt đẹp, đã lên thuyền, nhưng bởi vì còn chưa từng tìm được thích hợp vớt điểm, hứa quốc khánh kỳ thật cũng không quá nhiều việc, đặc biệt này thuyền vẫn là tân thuyền, nơi chốn đều lộ ra mới tin cảm giác, liền nhất thói ở sạch người, chỉ sợ đều tìm không thấy yêu cầu quét tước lau địa phương, cũng bởi vậy, hắn tạm thời vẫn là thật nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, tâm tình của hắn lại là vô cùng trầm trọng lâm ra biển trước, hắn thân mụ hứa bà tử đối hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, phản phất còn ở bên tai hồi tưởng, quốc khánh A. Ngươi nhớ rõ ngàn vạn phải nghe ngươi tẩu tử nói, liền tính ngươi tẩu tử không phân phó ngươi, ngươi cũng muốn chủ động tìm việc làm, đừng gác ở trong nhà như vậy, một chút nhãn lực kính nghi đều không có. Người này đâu, có thể bổn có thể xuẩn, nhưng ngàn vạn muốn cần mẫn, đúng rồi, dứt khoát như vậy hảo quốc khánh ngươi đừng đem nàng trở thành ngươi tẩu tử, liền lấy nàng đương bác lái đò tới xem. Hảo hảo nghe lời, nghiêm túc làm việc, chờ lần tới thuyền lớn muốn ra biển, ngươi liền không cần lại đi theo nàng, trực tiếp ra biển bắt cá đi, ngươi cứ yên tâm hảo, mẹ đều cùng ngươi tẩu tử giảng hảo, sẽ không trì hoãn ngươi ra biển bắt cá kiếm tiền, nên đi ra ngoài khi một chút đều không trì hoãn ngươi, chỉ có không ra hải khi, ngươi mới có thể đi theo nàng đi. Đều an bài thỏa, thỏa, này thật tốt đâu, lại không trì hoãn ngươi ra biển bắt cá kiếm tiền dưỡng da, cũng không trì hoãn ngươi học tân kỹ thuật, còn tỉnh trong nhà cơm, vừa lúc, tiết kiệm được tới cơm mới vừa đủ hào hào cùng kiệt kiệt ăn, đúng vậy, ở hứa bà tử xem ra, hết thảy đều là thực hoàng mỹ, thậm chí còn Lưu Tú Hồng cũng là như vậy tưởng, quả thật. Nàng hiện giờ đã là một người chính thức thuyền trưởng, có thể cho phép bọn nhỏ lên thuyền, nhưng chỉ cần có mặt khác biện pháp, cái nào đương cha mẹ lại bỏ được làm nhà mình hài tử lên thuyền chịu khổ đâu liền không nói vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ chẳng sợ hết thảy bình an thuận lợi này ở trên biển kiếm ăn cũng là rất khó giải nắng dầm mưa luôn là tránh không được đi hơn nữa lại là không hiểu chuyện nhi hài tử vạn nhất từ bông tàu thượng ngã xuống đâu gặp được một ít sóng gió va va đập đập đâu dù sao lưu tú hồng là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy lại một cái, Hào Hào muốn đi học, càng không thể trì hoãn học tập chạy đến trên thuyền lãng phí rất tốt thời gian. Vừa lúc hứa bà Tử nguyện ý giúp nàng mang hài tử, đến đổi thêm một cái hứa quốc khánh, đối với Lưu Tú Hồng mà nói là không sao cả, còn không phải là bao hai bữa cơm sao? Này có gì đâu, gạo và mì như vậy món chính là từ trong nhà mang đến, nhưng ở trên thuyền đâu, bên đồ ăn đều không cần, dù sao đến lúc đó một lưới đi lên xác định vững chắc là có tiểu ngư tiểu tôn. Tương đương nói, nhiều nhất cũng chính là một ngày một cân món chính, liền có thể bạch đến một cái tráng lao động, có sao mà không làm đâu, nhưng hứa quốc khánh, hắn cảm thấy hắn sớm hay muộn sẽ bị mệt chết, ra biển bắt cá nguyên liền vất vả thật sự, cũng bởi vậy, không quan tâm cái nào bác lái đò đều sẽ cấp thuộc hạ người thời gian nghỉ ngơi, cụ thể có bao nhiêu lớn lên nhìn ra hải nhật tử, nói như vậy, viễn dương thuyền là vừa đi một hai tháng thậm chí hai ba tháng như vậy nghỉ ngơi nhật tử hơn phân nửa sẽ vượt qua nửa tháng nếu là tương so mà nói tương đối khoảng cách ngắn tỉ như một tháng tả hữu này một loại kia đó là nghỉ ngơi ba năm bảy ngày nhưng chiếu hứa bà tử cấp hứa quốc khánh an bài tới xem đó là một ngày đều đừng nghỉ nghỉ ngơi a à. đương nhiên nói như vậy cũng không phải hoàn toàn chính xác bởi vì thực hiển nhiên lưu tú hồng là không có khả năng mỗi ngày ra biển giống các nàng loại này kiểu mới thuyền đánh cá, tuy nói an toàn tính đề cao không ít, nhưng cũng không đạo lý căn cứ hư thời tiết đi mạo hiểm, đặc biệt là giữa hè thời tiết, nếu gặp được bão cùng phong đột kích, đó là tuyệt đối không có khả năng ra biển. Kiểu mới thuyền đánh cá là vì cấp các ngư dân gia tăng sinh mệnh an toàn bảo đảm, cũng không phải là vì làm các ngư dân chủ động đi tìm đường chết, như vậy tính xuống dưới, một năm 365 thiên hứa quốc khánh vẫn là có thể nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng đến một tháng, chúc phúc hắn đi. Lần đầu tiên ra biển, thắng lợi trở về, giảng đạo lý, giống lưu tú hồng như vậy cơ hồ có được gian lận khí bắt cá la bàn, tưởng bất mãn tái mà về cũng rất khó, đặc biệt là lần đầu tiên ra biển nhập tử, bọn họ bên này phong kiến mê tín vẫn chưa bị hoàn toàn đã kích, bình thường tới nói. Lần đầu ra biển sẽ tìm kia hiểu công việc tính tính toán. Cũng không phải đồ cái gì, chỉ là cầu cái trong lòng an ổn lưu tú hồng vốn là không tin cái này nhưng nàng không đáng cùng hoàn cảnh chung đối nghịch bởi vậy nàng chỉ nói chính mình tìm người tính qua nhưng trên thực tế nàng tuyển ra biển nhật tử lại là la bàn thượng khó được đại các ngày lại bởi vì có hứa quốc khánh ở các nàng tỷ hai cơ hồ không làm gì việc lưu tú hồng ngay từ đầu là phụ trách khai thuyền nhưng sau lại tới rồi vớt địa điểm sau nàng liền đem cầm lái một chuyện giao cho nhị tỷ Tuy nói cả ngày cũng chưa rảnh rỗi quá, nhưng nói tóm lại, càng như là lao động trí óc mà phi thể lực việc, chỉ là khổ hứa quốc khánh, đảo không phải làm việc có bao nhiêu khổ, mà là hắn liền không rõ, như thế nào liền ở phía trên điểm điểm ấn ấn, liền khai thuyền, như thế nào liền nơi này lộng vài cái bên kia chuyển hai hạ, chính là giăng lưới thành công, thu võng liền càng vô nghĩa, bởi vì bình thường thuyền đánh cá là trực tiếp thu võng đến bông tàu thượng, nhưng này kiểu mới thuyền đánh cá lại là trực tiếp đem mảng võng cá thu vào khoang chứa cá tôm. Mê hoặc sự tình quá nhiều quá nhiều, đặc biệt hứa quốc khánh văn hóa trình độ không cao, bởi vì không thể gặp hắn nhàn lưu anh hồng tùy tay đem chính mình đọc sách bút ký cho hắn. Kết quả hắn nhìn thoáng qua liền ngốc, một tờ hai trang ba bốn trang, thật dày non nửa bổn bút ký A, cái này cũng chưa tính, mỗi một tờ thượng đều là rậm rạp chú giải, càng đáng sợ chính là, những cái đó tự mười có tám chín hắn đều là không quen biết, người này tự viết đến không hảo nhận. Hứa quốc khánh nỗ lực phân biệt bút ký thượng tự, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, Lưu Anh Hồng ghét bỏ nhìn hắn một cái, nàng tiểu muội là hứa quốc khánh tẩu tử, nàng cảm thấy chính mình lấy hứa quốc khánh đương đệ đệ xem hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới thật sâu cảm giác được hàng viễn chinh lúc trước khó chịu, này cũng quá xuẩn đi, quảng cáo bất quá, hai người tình huống vẫn là có điều bất đồng. Đầu tiên, hàng viễn dương không có hứa quốc khánh như vậy xuẩn, tiếp theo hàng viễn dương là sẽ không tìm lấy cớ, hắn thừa nhận chính mình đã làm hết thảy sai lầm. Lại sau đó, hàng viễn dương là hàng viễn chinh thân đệ đệ, ngươi có thể đem ngươi duy nhất thân đệ đệ cấp ném sao? Liền tính lại xuẩn, không cũng đến bóp mũi nhận, nhưng đối mặt chỉ có thể nói được với là thân thích hứa quốc khánh, Đưa anh Hồng ghét bỏ đến không muốn không muốn, nhà ngươi không phải có cái cao trung sinh muội muội sao? Mang về làm nàng dạy ngươi biết chữ, hứa Quốc Khánh nhã nhã thu bút ký. Hắn có dự cảm, về nhà nhất định sẽ ai mắng, rốt cuộc hắn kia muội tử tính tình siêu cấp kém. Thắng lợi trở về ngày đầu tiên, hứa Quốc Khánh quả nhiên bị mắng cái máu chó phun đầu, lại không phải hắn muội mắng hắn, mà là mẹ nó. Hứa bà tử nghe nói hắn cả ngày cũng chưa học được bất cứ thứ gì, cho hắn bút ký đều xem không hiểu lại nghe hứa thu yến nói hắn quá xuẩn tuyệt đại bộ phận tự đều là không quen biết này như thế nào học ngươi nếu là một chữ không quen biết giáo một chút phải nhưng chỉ nhận thức bảy tám cái tự kia kế tiếp chửi ầm lên một hồi sau hứa bà tử không thể không đối mặt một sự thật ngươi nha trước kia cha ngươi ở thời điểm là cha ngươi dưỡng ngươi chờ cha ngươi đi rồi liền biến thành ngươi ca tới giữ ngươi. Hiện giờ liền ngươi ca cũng đi rồi, ngươi có phải hay không muốn trông cậy vào ngươi tẩu tử kia về sau đâu? chờ ngươi tẩu tử già rồi, ngươi có phải hay không muốn dựa ngươi chất nhi? Hứa Quốc Khánh a à, Hứa quốc Khánh, ta nếu không dứt khoát định đánh chết ngươi, nhà khác là ca ca không có, đương đệ đệ đỉnh môn lập hộ, hiếu thuận lão nương chiếu cố tẩu tử nuôi nấng cháu trai, ngươi đâu? ngươi đâu? Hứa gia trình diễn vừa ra trò hay, Hứa bà tử cao giọng chửi bậy, kia khí thế có thể nói là liền năm đó đem nàng khí tạc Hứa Thu Yến đều chưa từng thể hội quá, không nói Hứa Quốc Thánh Túng, liền Hứa Thu Yến đều không thể không suy xét một vấn đề. Nàng hiện giờ cũng coi như là có công tác, là không quá ổn định, tiền lương cũng không cao, nhưng tốt xấu cũng là một phần thu vào. Nàng cân nhắc, vạn nhất nàng tẩu tử không cho nàng ca gặm, kia nàng ca. Hứa Thu Yến hạ quyết tâm chạy nhanh đem chính mình gã đi ra ngoài đi. Đừng nhìn nàng lúc trước chọn tới nhặt đi, cái này không hảo cái kia không tốt, nhưng nói trắng ra là, cũng chính là không nguy cơ cảm. Một khi cái loại này nguy cơ cảm lên đây, hứa thu yến một giây cho chính mình tìm hộ nhà chồng, liền ở Lưu Tú Hồng lên làm bác lái đò một tháng sau, nàng thành công liền đem chính mình cấp gã đi ra ngoài. Của hồi môn cũng chưa dám nhiều muốn, nàng liền đưa ra một cái yêu cầu, nhà chồng bên kia cấp xính lễ về nàng hứa bà tử thật đúng là không hiếm lạ thứ đồ kia, không đơn thuần chỉ là đem xính lễ cho nàng, còn đem nàng những cái đó trước kia dùng quá đệm chăn sim y đều cho, cộng thêm một đôi ca tráng men. Lưu Tú Hồng bên này cũng ý tứ một chút, rốt cuộc là cô em chồng, vẫn là trượng phu sinh thời rất thương yêu muội muội. Bởi vậy, nàng đi huyện thành mua một cái chăn phủ giường, cộng thêm hai khối khăn lông, đưa cho hứa thu yến. Tương so mà nói, hứa quốc khánh liền phải keo kiệt quá nhiều, bất quá tốt xấu hắn có tức phụ, hắn tức phụ cấp cô em chồng làm một đôi giày, thế nào cũng lừa gạt đi qua, rốt cuộc một đôi giày đâu, không uổng tiền này không cũng phí công phu sao. Hứa thu yến bay nhanh gã đi ra ngoài, kia tư thế, liền cùng lại đãi ở nhà mẹ để muốn xảy ra chuyện giống nhau. Bất quá, này thật đúng là không phải nàng suy nghĩ nhiều quá, bởi vì hứa bà tử một lần là hy vọng hứa thu yến cũng đi tham gia trong huyện huấn luyện khảo hạch, vạn nhất khảo ra tới đâu. Hứa Thu Yến liền sợ cái này, nàng tuy rằng là ngư dân trong nhà cô nương, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra biển bắt cá, quá khổ quá mệt mỏi quá chịu tội, vẫn là chạy nhanh gã cho đi. Theo hứa Thu Yến xuất giá, hứa gia bên này lại quạng cu ẻ không ít. Cũng may, không bao lâu hứa quốc khánh tức phụ mang thai, hứa bà tử cầu gia gia cáo nải nải, liền hy vọng tiểu tức phụ hoài cái quê nữ, lưu tú hồng ra biển trở về. Tách theo một cái sọc cá đi tới hứa gia lão phòng, liền nghe được lời này, tức khắc ngốc sau một lúc lâu, nếu nàng nhớ không lầm nói, lúc trước nàng mang thai lúc ấy, hứa bà tử cũng không phải là thái độ này. Quả thật, hứa bà tử vẫn là rất đau hứa Thu Yến, nhưng càng có rất nhiều bởi vì hứa Thu Yến là tiểu khuê nữ, đằng trước có hai ca đâu, huống hồ liền tính lại yêu thương, hứa Thu Yến cũng không vượt qua được hứa Quốc Khánh đi, càng miễn bàn hứa Quốc Cường, cho nên nàng bà bà chợt thay đổi tính tình rốt cuộc ý thức được cháu gái chỗ tốt rồi vẫn là nói văn phòng kế hoạch hóa gia đình người rốt cuộc cho đại gia tẩy não thành công chân tướng thực mau liền sáng tỏ chính là hơi kém tức chết rồi hứa quốc khánh hứa bà tử là nói như vậy tú hồng ngươi là bản thân có khả năng kiếm tiền cấp hào hào cùng kiệt kiệt cái tân phòng cưới vợ nhưng quốc khánh đâu thôi bỏ đi dù sao chúng ta lão hứa gia đã có hai tôn tử có người nối giỏi tông đường, hắn vẫn là đến cái đại khuê nữ hảo, khuê nữ hảo khuê nữ bổng, khuê nữ nuôi lớn còn có thể tránh một bút lễ hỏi tiền, liền tính tránh không cũng không cần bỏ tiền cái tân phòng, nhiều có lời đâu, hứa bà tử kia bàn tính đánh đến tặc tinh, lại đem hứa quốc khánh tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hắn muốn nhi tử A, à. cũng không biết có phải hay không hứa bà tử cầu nguyện dùng được, hơn nửa năm lúc sau, hứa quốc khánh được cái đại béo khuê nữ này sương hứa ra thêm nhân khẩu bên kia từng đám kiểu mới thuyền đánh cá cũng lục tục tới rồi ở kế tiếp mấy năm thời gian thuyền đánh cá gặp phải các loại đổi mới đảo không đến mức trực tiếp đào thải lão con thuyền mà là chỉ đổi mới bên trong thiết bị lưu tú hồng thế mới biết vì cái gì phía trên như vậy coi trọng bọn họ kia một nhóm người huấn luyện đơn giản là này đó thiết bị tuy rằng là đổi mới nhưng dù sao cũng phải tới nói là thuộc về cùng hệ liệt chính cái gọi là nhất thông bách thông chỉ cần có thể đuổi kịp nhóm đầu tiên huấn luyện thảo hạch lúc sau tuy rằng sẽ vất vả một ít nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là có thể thượng thủ thậm chí còn ở kia lúc sau mỗi năm giữa hè thời gian cũng chính là bảo cùng phong sắp đến kia đoạn thời gian bọn họ đều sẽ bị yêu cầu đi tiến hành tân huấn luyện vậy không phải ở trên mặt biển trực tiếp thực tiễn mà là đi xưởng đóng tàu đi thuyền trường học từ từ tham quan tân thiết bị học tập tân kỹ thuật, để ứng đối ngày này trăng non dị tân xã hội. Cũng là ở huấn luyện trong lúc, Lưu Tú Hồng học được một câu, thời đại vứt bỏ ngươi, sẽ không nói tái kiến, chương 91, đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại không xong nhất, càng là tràn ngập kỳ ngộ thời đại. Nơi này sớm đã không phải trong trí nhớ cái kia cũ nát bất kham làng chài nhỏ, từ trước chút năm chính thức cải tổ lúc sau, nơi này đã bị xưng là Đông Hải Thôn. Để nhất nhậm thôn trưởng không thể nghi ngờ là hàng viễn chinh. Lại lúc sau, lại công khai tuyển cử một loạt thôn ủy, hơn nửa ba năm một đổi, toàn bộ là từ thôn dân tới tuyển. Làm người giật mình chính là, năm trước Lưu Tú Hồng cũng được tuyển thôn ủy, nàng chủ yếu phụ trách chính là, trong thôn tuyên truyền công tác. Các ở nhiều năm trước kia, chỉ sợ là nói cho nàng, nàng đều không rõ cái gì là tuyên truyền, lại hoặc là vì cái gì phải làm tuyên truyền. Bất quá hiện tại nàng là minh bạch. Nguyên lai ngư dân không đơn giản phải học được bắt cá, còn muốn thông qua các loại tuyên truyền con đường đem nhà mình hải sản phẩm nhất nhất tiêu thụ đi ra ngoài. Nàng cảm thấy nàng càng thích hợp làm một ít cùng loại với kỹ thuật chỉ đạo. Rốt cuộc thật muốn thi đấu bắt cá nói, nàng xác định vững chắc có thể ở số lượng thượng thắng qua mọi người. Bất quá hiển nhiên nàng bắt cá phương thức có chút quá huyền học, thường xuyên người ngoài cảm thấy thời tiết thực hảo a. À nàng lại thà rằng ngồi xổm trong nhà đương nấm, cũng tuyệt đối không cần ra biển. Lại cứ, nàng là bác lái đò, nàng định đoạt, cũng bởi vậy, không ai dám cùng nàng học kỹ thuật, bởi vì tổng cảm giác người này ra biển bắt cá quá mức với tùy tâm sở dục, thậm chí một lần có người đồn đãi nói. Là nàng chết đi trượng phu ban đêm cho nàng báo mộng, thậm chí ở nàng ra biển khi trộn cho chỉ điểm. Bằng không, nàng một cái trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá bắt cá nữ nhân, như thế nào lại đột nhiên gian cái gì đều sẽ đâu thật đúng là đừng nói cái này cách nói kỳ thật cùng chân thật tình huống có như vậy cực nhỏ quan hệ dù sao nói ra đều rất mù nhưng có một chút lại là không thể phủ nhận trong nghề người cảm thấy lưu tú hồng bắt cá thuần túy dựa vận khí nhưng người ngoài nghề lại không phải như vậy tưởng chỉ chỗ nào chỗ nào có bầy cá đâu đây là một kiện cỡ nào lợi hại sự tình chỉ như vậy lưu tú hồng thuyền đánh cá thượng thường xuyên sẽ có du khách tiêu tiền mua phiếu lên thuyền bọn họ sẽ không làm sự đương nhiên cũng đừng hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ bọn họ chỉ là tưởng gần gũi tiếp xúc bắt cá cũng khá tốt chẳng sợ lên thuyền phí dụng rất ít nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đại lại một cái vé tàu tuy rằng bán không ra giá cao nhưng ăn có thể nha lưu tú hồng vốn dĩ liền am hiểu nấu cơm đồ ăn đặc biệt am hiểu làm hải sản bữa tiệc lớn lợi dụng trong tầm tay hiện có tài liệu, nàng còn có thể thuận tiện bán thức ăn, thường thường một ngày xuống dưới, vé tàu thêm thức ăn, cùng với những người đó rời thuyền khi đều phải đề hảo chút cá tôm trở về, này lại là một bút tiến trướng, cơ hồ đều có thể bao trùm du tiền. Lại có người hiểu chuyện đem chính mình nhìn đến đồ vật chụp thành video, phát tới rồi cái gọi là trên diễn đàn, chẳng sợ Lưu Tú Hồng vẫn luôn không làm minh bạch cái gì là diễn đàn, nhưng xác thật tới bên này du lịch người càng ngày càng nhiều. Bọn họ bên này, nhìn như vị trí hẻo lánh, nhưng chỉ cần có con thuyền lui tới, còn là phi thường phương tiện. Thân là thôn trưởng hàng Viễn Chinh, sáng sớm liền ý thức được giao thông tầm quan trọng, bọn họ nơi này tu lộ còn không phải quan trọng nhất, đỉnh đỉnh quan trọng là tu bến tàu. Đại bến tàu sửa được rồi, xuống chút nữa mới là tu lộ, đem các tuyến đường chính lộ tu hảo sau, lại cổ vũ người trong thôn cái tân phòng sát đường lầu một có thể hiệu cầm đồ mặt, lầu hai còn có thể thuê đương du khách nhà ở xử, bằng không còn có thể ăn cơm cửa hàng đâu, bán sống hải sản, cũng có thể gia công sau cấp du khách ăn, còn có một ít bờ biển trên đảo nhỏ độc hữu ăn vặt, giống nhau đều có thể bán. đương nhiên, này đó đều chỉ là nghề phụ, giữa mấy ngày nay tiến đấu kim là không có khả năng, nhưng thế nào đều là một bút thu vào không phải sao? Huống hồ, thúc giục người trong thôn làm khác chuyện này có lẽ rất khó nhưng cái tân phòng, lại là bọn họ phi thường vui. Nguyên bản làng chài nhỏ nhà ở cơ hồ đều là nhà trệt, chính là cái loại này đơn tầng nhà ở, nhưng nóc nhà có thể bò lên trên đi, phơi một ít cá khô linh tinh, ai làm cho bọn họ bên này đất trống tương đối thưa thất đâu. Chân chính hai tầng lâu nguyên bản chỉ có đại đội bộ bên kia có, sau lại cũng là hàng viễn chinh, riêng chạy một chuyến tỉnh thành, tìm nhân gia cái gì kiến trúc học giáo cầu cứu lời hay nói tẩn rốt cuộc hóa duyên tới một ít thích hợp trên đảo nhỏ sử dụng hai tầng tiểu lâu, thiết xác nói, là hai tầng nữa, lầu một hoặc là là sát đường cửa hàng, hoặc là chính là tiệm cơm nhỏ, lầu hai tắt đều là phòng ngủ, nhà mình trụ hoặc là thuê đều có thể lấy, mà cái kia hai tầng nữa tắt lại là bảo lưu lại trên đảo nhỏ đặc thù, rốt cuộc bọn họ nơi này mà quá ít, sân cũng rất nhỏ. Giống lưu tú hồng nhà bọn họ thậm chí chỉ có không đến hai bình phương phòng trước đất trống cũng chưa biện pháp xưng là sân cũng bởi vậy hai tầng nửa cái kia giống như là một cái vườn hoa sân thượng không tốn cái loại này vườn hoa sân thượng bình thường có thể phơi nắng quần áo cũng có thể phơi tiểu cá khô chờ hải sản phẩm càng có thể dựa vào lan can trong về phía xa nhìn xem hay không lại có khách nhân tới nhật tử ở từng ngày đi phía trước lăng mắt thường có thể thấy được đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt đương nhiên cũng không thể nói từng nhà đều như thế rốt cuộc so với mấy năm trước cái loại này từng nhà đều thực nghèo tình trạng hiện giờ lại biến thành nghèo nghèo phú phú nhưng kia cũng là không có biện pháp huống hồ dù sao cũng phải tới nói không còn có người lo lắng ấm no vấn đề không cần lại phát sầu tiếp theo đốn ở nơi nào ăn no ăn được xuyên ấm mặt tốt theo từng tòa tiểu hai tầng nửa nhà lầu che lại lên mọi người phòng trước đường nhỏ cũng rốt cuộc sửa được rồi đã từng hàng viễn dương nằm mơ đều ngóng trong xe đạp hiện giờ toàn bộ trên đảo không biết có bao nhiêu, không có biện pháp nha, bọn họ nơi này lại không thể lái xe, xe đạp liền thành nhất phương tiện phương tiện giao thông, còn có chính là xe ba bánh, nhưng loại này giống nhau đều là dùng cho hàng hóa chuyên chở dở hàng, quảng cáo, lại chính là, cơ hồ mọi người trong nhà đều trang thượng đại tivi, có chút nhân gia thậm chí không ngừng một cái. Càng có trên đảo từ thôn ủy đốc kiến hải đảo tinh cấp lữ quán, mỗi một gian trong khách phòng đều trang thượng tivi đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng ngày lành, mà đối với Lưu Tú Hồng mà nói, tốt nhất đó là nàng nhị tỷ rốt cuộc lần thứ hai có chính mình quy túc, từ kia một năm, đi tới Đông Hải ngư nghiệp đội sau, nhị tỷ Lưu Anh Hồng liền không còn có rời đi quá, ở hàng viễn chinh dưới sự trợ giúp, nàng ở trong thôn rơi xuống hộ, bất quá bởi vì lúc ấy không cần nữ tính phân đến đất nền nhà, chẳng sợ rơi xuống hộ, thực chất thượng cũng không có tác dụng quá lớn, nàng vẫn cứ là ở tại Lưu Tú Hồng trong nhà, hẳn đến nàng gả cho hàng viễn dương, ai cũng không nghĩ tới, lại phản phất không có vượt qua những người khác đoán trước, đã từng chủ nhiệm đại nương, cũng chính là đã về hưu ở nhà hàng đại nương, ở lúc ban đầu phản đối sau, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nàng sẽ phản đối là thực bình thường, Lưu Anh Hồng là kết quá hôn lại từng ly hôn, còn sinh quá một cái hài tử. Mà nàng tiểu nhi tử hàng viễn dương, lại vẫn là cái chân chính độc thân tiểu hỏa nhi càng miễn bàn hai người chi gian còn kém tuổi tác chẳng sợ không nhiều lắm hảo ở cái này vẫn cứ tôn trọng nam đại nữ tiểu nhân lạc hậu làng chài nhỏ này vẫn cứ là cái không thể vượt qua hồng câu nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thắng lợi bất chiến mà thắng lưu anh hồng căn bản liền không nỗ lực thật muốn lời nói nàng nỗ lực phương hướng cũng là hảo hảo ra biển nỗ lực bắt cá cố lên kiếm tiền đối với cảm tình sinh hoạt đối với hay không tái giá nàng đều vẫn duy trì không sao cả thái độ ái ai, ai ai lại xem hàng viễn dương hắn vốn dĩ chính là cái khờ khạo chẳng sợ hắn diện mạo không tồi cái đầu cũng cao bắt cá năng lực tuy không kịp hắn ca lại cũng coi như là ngạo thị quần hùng nhưng bất đắc dĩ hắn chính là có biện pháp có thể mỗi một lần đem xem mắt làm tạp đáng sợ nhất chính là hắn còn không phải cố ý như thế chỉ là phi thường nghiêm túc xem mắt nói đối tượng sau đó đem đối phương tức chết hoặc là tức giận đến muốn đánh chết hắn cũng may hàng đại nương cuối cùng kịp thời ngửi được tiểu nhi tử trên người kia sợi cô độc sống quãng đời còn lại hơi thở không thể không đối mặt cái này hiện thực tuy nói lưu anh hồng ở nàng cảm nhận trung có ngàn vạn cái khuyết điểm nhưng có một cái chỗ tốt lưu anh hồng tuổi tác lược trường một chút hẳn là sẽ không bị nàng tiểu nhi tử tức chết vậy như vậy bằng không còn có thể sao mà nhân gia cô nương là muốn tìm cái nam nhân sinh hoạt không phải tưởng hôn sau không bao lâu liền trời cao liền hàng viễn dương kia cẩu tính tình thật sự có thể ở bất tri bất giác trung đem hảo hảo một người tức giận đến thất khiếu bốc khói lưu anh hồng cũng khí nhưng muốn nói như thế nào đâu nhiều năm như vậy xuống dưới thế nào cũng thói quen lui một vạn bước nói nàng còn có thể tự mình an ủi cùng cái ngốc tử so đo cái gì đâu mà ở lưu anh hồng hôn lễ thượng nàng cái kia cho chồng trước nuôi nấn nữ nhi quả cam cũng tới, lặng lẽ nói cho mụ mụ một tin tức, ba ba tuy rằng tái hôn, cũng sinh hài tử, lại cuối cùng không có thể ôm đến nhi tử, hiện giờ trong nhà bốn đóa kim hoa, tuy nói đã hoàn toàn buông xuống, nhưng Lưu Anh Hồng biết được tin tức này sau, vẫn là nhịn không được cười lên tiếng nhi, nàng bản nhân đều không phải là trọng nam kinh nữ người, nhưng cái này đi, càng là hy vọng có đứa con trai, càng là không chiếm được nhi tử sao tưởng sao nhạc a à? nàng còn hỏi nữ nhi hay không nguyện ý cùng nàng quá quả cam nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cự tuyệt lý do là không nghĩ tiện nghi nàng lão tử bằng gì dưỡng tiểu tam nữ nhi nhóm lại không dưỡng nàng đâu nàng nên dốc hết sức hoa nàng ba tiền làm nàng ba biến thành cái kẻ nghèo hèn cuối cùng ở kia lúc sau quả cam còn lặng lẽ cùng biểu đệ hứa quân hào nói chuyện tâm ngươi thật sự không hy vọng mù mụ được đến hạnh phúc sao Hào Hào không biết như thế nào mở miệng, hắn không nghĩ phản đối cái gì, nhưng nếu là buộc hắn ra mặt. Hắn khẳng định là không muốn, cùng quả cam không giống nhau, quả cam là phiền chết nàng cái kia ba, nhưng hắn lại là thật sâu hoài niệm cái kia đã từng đem hắn phủng ở lòng bàn tay sủng ba ba. Hắn có ba ba a, à. ba ba chỉ là ra biển bắt cá, sẽ, sẽ trở về đi. Lưu Tú Hồng cười nhìn nhị tỷ hạnh phúc, đến nỗi nàng chính mình, nói thật, nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, ai nói nữ nhân nhất định phải có hôn nhân. Hiện giờ như vậy cũng thực không tồi đâu, các tân khách thôi bôi hoáng trảng chi gian, hàng viễn chinh lặng yên đi đến lưu tú hồng bên người, ho nhẹ một tiếng, ta cùng viễn dương thương lượng một chút, gia sản bao gồm tân cái tiểu lâu đều về hắn, sau đó từ hắn tới phụng dưỡng ta mẹ, lưu tú hồng vẽ mặt không rõ nguyên do, nói như vậy. Nói không chừng liền có người nguyện ý chiêu ta vì tới cửa con rể ngươi cảm thấy đâu, Lưu Tú Hồng chợt cười, tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại xong, toàn văn xong.